Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Cái buổi hôm nay là tôi muốn rằng là có một chút các cái kiến thức gọi là nâng cao đấy. Tức là cái kiến thức này là những kiến thức mà trong sách giáo khoa không nói, mà chúng ta cũng không nói cho học sinh ở trên lớp. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là giáo viên nên hiểu biết, sẽ rất cần hiểu biết Đây để là khi mít mít mà dạy dạy cho học sinh ấy, để chúng ta có cái cao hơn đấy, chúng ta sẽ dạy chúng ta sẽ chính xác hơn, và đặc biệt là khi mà gặp những cái chỗ khó khăn đấy, chỗ vướng mắc chúng ta hỏi thì chúng ta các có tiếng các tiếng nói. thể giải thích được ngay cho học sinh. Bây giờ tôi lên bài ví dụ nhé, để cho chúng ta hình dung một số những cái điều mà nó trước khi nói vào cụ thể. Tôi xin giả sử tôi đặt vị trí mà học sinh nó hỏi thì chúng ta trả lời như thế nào. Ví dụ nhé, khi mà chúng ta làm cái lệnh mô tả, cái lệnh khai báo biến như thế này, đúng không, khai báo biến như này, thì chúng ta sẽ dạy cho học sinh là đây là kiểu dữ liệu là số nguyên. Thì học sinh sẽ hỏi ngay là tại sao nó có chữ class này. Đấy, vì sao nó có chữ class này, nó là cái gì? Thì chúng ta cũng không thể trả lời rằng là thôi cái này các em không không cần biết, mà các em học sau các em sẽ biết. Thì thế cũng là một cách trả lời, nhưng mà chúng ta có thể trả lời một cách khác một chút, thì học sinh vẫn nên thỏa mãn, và chúng ta mà nó câu trả lời của chúng ta nó sẽ chính xác hơn đó. Thì ví dụ như là với cái câu trả lời câu hỏi này, với cái lệnh này, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gì, là ở trong là Python là cái ngôn ngữ lập trình mà hỗ trợ, từ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 100%, đó là ngôn ngữ lập trình là hoàn toàn hướng đối tượng. Cái này nó khác với Pascal và C. Pascal và C thì bản thân nó, gốc của nó là một cái lập trình bình thường, không phải là hướng đối tượng, nhưng mà nó có hỗ trợ cái hướng đối tượng, là chúng ta có thể tạo ra những cái lớp kiểu dữ liệu mới, tạo ra các cái class mới đó. Thì ở trong đó là cái Pascal và C, nhưng mà Python thì là nó lại khác, nó là ngôn ngữ lập trình mà là từ lõi của nó là hướng đối tượng rồi, cho nên là mọi cái đối tượng dữ liệu ở trong Python đều là đối tượng theo nghĩa này hết, theo nghĩa là một cái instance của một cái lớp nào đó. Đấy, như vậy chúng ta thấy là ở đây chúng ta có thể trả lời cho học sinh là ở đây chúng ta hiểu là x là một cái đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp int đó. Nó sẽ là như vậy để cho học sinh sẽ nâng quan hiểu là ở trong mọi ngữ lập trình bậc cao, hay là trong Python, thì đó là một lập trình bậc cao mà hỗ trợ hướng đối tượng hoàn toàn. Thế nào là hướng đối tượng? Tức là mọi cái đối tượng dữ liệu, mọi cái dữ liệu mà chúng ta làm việc với nó đều là các đối tượng. Mà khái niệm đối tượng là gì? Đối tượng là mô tả một cái thể hiện của một cái lớp nào đó, của một cái lớp đối tượng nào đó. Cho nên khi mà chúng ta viết là type x thì như vậy là x là một cái đối tượng dữ liệu thuộc cái lớp int. Cái lớp đó nó có tên là int, và đến nó chữ class int nó là như vậy đó. Thì như vậy là giáo viên chúng ta là phải hiểu sâu một chút, cao hơn một chút thì chúng ta mới hình dung được. Được rồi, tôi lấy ví dụ khác nhé. Chúng ta có một lệnh ví dụ khác, ví dụ là lệnh int lấy ví dụ print, tôi có thể viết là in ra x gì, in ra chữ thứ hai là chào, in ra hai cái tham số, hai cái dữ liệu là x và chào, in ra là 10 và chào như này. Thế thì bản thân cái print nó là một cái hàm, thì các bạn thấy nhé, bây giờ tôi type cái chữ này đi này, nó có được không? Mình chút nha. Đấy, thì bản thân cái print này này, nó lại là một đối tượng dữ liệu khác, nó vẫn thuộc một cái class nào đó. Đối tượng của nó chính là built-in function or methods, nhưng tiếng Anh nhé. Như vậy là nó là cái đối tượng là các cái hàm và phương thức mặc định có sẵn của Python. Như vậy là bản thân cái print này này, nó là một lệnh thật sự, lệnh đưa liệu ra, nhưng nó lại là một đối tượng. Các bạn có hình dung được không? Nó là một cái đối tượng. Thì đây là cái điều mà
đối với học sinh thì rất là khó hiểu, mà chúng ta cái này chúng ta cũng không cần dạy cho học sinh. Nhưng mà theo tôi giáo viên chúng ta phải biết một chút, để nếu học sinh hỏi thưa cô cái này là cái gì ạ, thầy như thầy cái này là cái gì, chúng ta cũng phải biết được chứ, vì sao lại như vậy chứ. Đó, các bạn thấy không nào? Như vậy là bản thân cái print ấy, nó là một cái đối tượng dữ liệu. Khi nó là một đối tượng dữ liệu rồi thì chúng ta có thể viết như này, như tôi viết là p bằng được không? Được, nó viết được. Thì như vậy là p sẽ gán cái giá trị chính là cái lệnh print. Thì khi tôi viết p như này đây, nó chính là cái hàm. Tôi đáng lẽ tôi viết là print x chạm, thì tôi viết là p px chạm có được không? Được không nhỉ? Hoàn toàn được. Thì các bạn thấy không? Như vậy là nó, đây là cái chỗ mà nó rất là sâu sắc. Nhưng mà cái ở trong trường trong trường này như thì p nó chính là lệnh print thôi. Chúng ta có thể viết p này bằng bằng print này. Là true. Như vậy là p là cái đối tượng, p và print đều là đối tượng dữ liệu mà giá trị của chúng là như nhau. Các bạn có thấy không nào? Đấy, thì chúng ta đi học sinh ta hỏi thì chúng ta có thể biết được một chút. Chứ nếu mà không, nếu mà chúng ta không biết gì cả thì thầy giáo cũng giáo cũng là ngắc ngơ ra. Đợi đợi tôi một chút. Không biết bây giờ Được chưa? Nhưng mà chúng ta thấy có một vài cái điều mà đơn giản như vậy thôi là chúng ta thấy nó tương đối khó. Bây giờ tôi lại thêm một chút nữa nhé. Chúng ta nên biết rằng là một câu hỏi nữa này. Chúng ta trong sách khoa cũng có một cái lệnh đen. Lệnh đen là xóa đi một đối tượng dữ liệu. Tuy nhiên cái khi mà chúng ta học trong sách giáo khoa thì nó là lệnh đen, là lệnh xóa lên một đối tượng dữ liệu, thật ra là không chính xác. Thì tôi cho nói nhé, như vậy là chúng ta có lệnh đen đen là xóa đi, cái này cũng nó có trong sách giáo khoa nhé, này chúng ta được học nhé. Thì lệnh đen là lệnh xóa đi một đối tượng dữ liệu. Thì bây giờ tôi lại mô tả tiếp nhé. Thì như này, chúng ta đã biết là như vậy lệnh in là cái lệnh mà chúng ta đã biết là cái lệnh in rồi, mà print là không nằm không phải là một từ khóa, đúng không nhỉ? Trong sách từ khóa của Python không có lệnh print, không có chữ print. Mà chúng ta nhớ lại là khi mô tả các cái biến ấy, đúng rồi vậy mà thì cách mà chúng ta tạo biến ấy thì chỉ cấm là dùng từ khóa thôi, còn không từ khóa thì được phép là gán lệnh. Bây giờ tôi gán thử nhé. Bây giờ như vậy là print là một cái lệnh mà có định, mà là một cái định, là một cái lệnh có sẵn của Python. Nhưng mà vì print không phải là gì, không phải là từ khóa, cho nên tôi có thể là đặt một cái biến đặt tên là print có được không? Hoàn toàn được. Đây tôi viết là print bằng một. Lần này có đúng hay sai nhỉ? Mấy học sinh nó hỏi chúng ta biết được nhé. Lệnh này là hoàn toàn đúng không sai, vì chữ print không cấm ở trong, không cấm dùng làm biến nhớ đó. Như vậy là khi tôi biến này thì đã tạo ra một cái biến mới có tên là print. Nên biết tôi viết là print đây. Print bây giờ nó là một rồi. Tôi có thể viết như lại là print nhé. Print 12 giờ à, sorry, print cộng 12 nhé. Nó là 13, là một mà. Được chưa? Đấy, thì như vậy bây giờ là bây giờ chúng ta hiểu nhé. Như vậy là print là hiện, như vậy ở đây nếu học sinh nó hỏi nhé, cho là trả lời như thế nào. Bây giờ print nó là một cái biến rồi, thế thì print còn là cái lệnh không? Bây giờ tôi thử viết nhé, print 12 đây in không, báo lỗi ngay lập tức, vì bây giờ máy hiểu là print là một cái biến có giá trị là một. Trên tôi đây, tôi đây nhé. Print là 11. Như vậy khi mà chúng ta đặt là print bằng 1 thì sao? Thì nó không là thì biết nó là một cái biến, và chúng ta không thể dùng nó như một lệnh print nữa.
Các bạn thấy không nhỉ? Chúng ta thấy mà phức tạp không? Như vậy thì chỗ này học sinh mà hỏi chúng ta cũng phải biết được nhé. Như vậy bây giờ lệnh print là cái chữ print bây giờ nó không phải là một hàm nữa, mà tới giờ phút này nó là một cái biến, vì chúng ta đã đặt tên cái biến đó là biến print rồi. Và vì chúng ta nhớ lại cái nguyên tắc ba cái nguyên tắc đặt tên biến của Python: một là phân biệt chữ hóa chữ thường, hai là phải là bao gồm các chữ cái Latin, các chữ cái tiếng Anh và chữ số và dấu gạch dưới, và không bắt đầu bằng số 1, bằng chữ số 1. Và một nguyên tắc nữa là không được dùng từ khóa, nhưng mà print không phải từ khóa, chứ được chưa? Rồi thế bìa như vậy thì chỗ này giải thích ra làm sao? Như vậy lệnh print thì tôi không được dùng được nữa, thì làm thế nào bây giờ? Bìa thì như vậy là print bây giờ là một cái biến. Bây giờ tôi xóa cái biến này đi, xóa cái này đi. Xóa được không? Xóa được. Lệnh print ra này, xóa. Xóa như vậy, xóa cái biến print đi. Và bây giờ tôi khi print tôi viết lại thì print biển nó lại trở lại là cái hàm. Các bạn thấy không nào? Vậy bây giờ khi mà tôi xóa cái lệnh, xóa và xóa lệnh mà xóa cái biến là print tôi vừa muốn đặt ra, thì cái chữ print nó lại trở lại là cái hàm. Và bây giờ tôi lại có thể viết cái print như này. Bái nhé, 12 1. Đó, như vậy là print gốc của nó là một cái hàm mặc định của Python hàm có sẵn. Nhưng khi tôi gán print là bằng một cái giá trị thì print nó biến thành một cái biến, và nó không có ý nghĩa là một cái hàm nữa. Được chưa? Rồi, nhưng bây giờ tôi xóa đi cái biến print bằng cái lệnh len, thì cái đó print nó lại trở lại giá trị là một cái hàm. Đây, các bạn thấy như vậy chúng ta nói chuyện. Nếu chính nó hỏi thì chúng ta có biết câu trả lời được không? Như vậy là rất là khó đối với chúng ta. Đây thì đây tôi chỉ mô tả đơn cử một vài ví dụ thôi. Vài ví dụ là có những điều mà nó rất đơn giản thôi, nhưng mà khi chúng ta mà không biết ý, thì nếu học sinh nó hỏi thì chúng ta sẽ không trả lời, hoặc chúng ta hiểu biết chúng ta nó ở mức thấp hơn ấy, thì chúng ta sẽ khi dạy chúng ta sẽ gặp nhiều các cái khó khăn. Nhắc lại là cái Pascal và C là nó rất là khác với Python ở chỗ này này. Cái Pascal và C là cái khởi đầu của nó, là nó ở mức độ rất cái mức độ ban đầu của cái Python, vì là cái ngôn ngữ Pascal và C là nó được thiết lập mà ở mức độ là từ rất lâu rồi, mà nó là mức độ là từ rất thấp, cho nên là nó rất đơn giản ở thời kỳ ban đầu. Chúng ta rất là dễ tiếp cận ngay từ ban đầu và có thể dạy ngay để cho học sinh mà không có những kiến thức sâu như tôi vừa nói ở đây. Nhưng Python lại là ngôn ngữ được thiết kế trên một cái bậc rất là cao, tức là ngôn ngữ là hỗ trợ hoàn toàn cho lập trình hướng đối tượng. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta vào Python thì thấy nó rất là khó. Mặc dù cái phần dạy ở trên lớp thì là rất đơn giản. Thật ra là sách giáo khoa viết là ở mức độ đơn giản nhất rồi. Cố gắng đưa vào những thức mà đơn giản nhất mà ai mà đã thạo Pascal và C đều có thể chuyển dễ dàng sang Python, và học sinh cũng không phải biết những điều đó. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay tôi muốn cái bài buổi hôm nay là buổi tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số các cái ý, các cái phần tạm gọi là phần nâng cao hơn và sâu hơn mà theo tôi là giáo viên chúng ta nên biết. Thật ra cái phần gọi là nâng cao này thì nó rất là kinh khủng, rất là phức tạp. Nhưng mà nếu mà nói mà đầy đủ ra thì chắc là phải hàng tháng trời chắc đã xong. Hay như mà tôi cố gắng tôi dành ít thời gian trong một khoảng 2 tiếng để chúng ta có cái hình dung thôi nha. Mà cũng cái phần này tôi nói trước là cũng không không dễ. Cho nên nếu mà các thầy cô nào mà không thấy không hiểu thì cũng không sao cả. Chứ hôm trước tôi nói rồi là cái lớp này là cái buổi sáng hôm nay là chỉ dành cho những người nào mà thạo tương đối thạo Pascal, tương đối thạo Python thì em vào đây, còn nếu mà chưa thạo thì sẽ rất là khó. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ bắt đầu bây giờ tôi mới chuyển sang cái phần kiến thức của hôm nay nhé. Thì đầu tiên là cái vấn đề đầu tiên tôi muốn nói là chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt cái cách quản lý biến ở trong Python so với Pascal nó khác nhau như thế nào, và vì sao lại vì sao ở trong Python thì biến không cần khai báo trước.
Đấy, chỗ này này, cái câu này ý rất đơn giản thôi, nhưng mà thật ra bên dưới của nó là cả một hệ thống rất là phức tạp, và tôi sẽ nói cho các bạn cố gắng hiểu hiểu một chút thôi, hiểu một cách đơn giản nhất vì sao nó lại như vậy. Thì cái vấn đề này vì sao như vậy thì vấn đề là nó thuộc về cái cách quản lý biến nhé. Thì bây giờ tôi xin phép là các bạn có thể là dùng bút ghi chép nhé, để tôi viết sang cái màn hình này. Chúng ta sẽ chúng ta có thể tranh thủ một ghi chép. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên tôi muốn nói các bạn là cái cách quản lý biến nhé. Đây thì đây là những kiến thức gọi là nâng cao đó nhé, cách quản lý biến. Mà những kiến thức này là không có trong sách giáo khoa, mà chúng ta không dạy cho học sinh và không nên dạy cho học sinh, vì chúng ta nói cho học sinh biết là học sinh nó lại mày mò, nó xem và nó sẽ hỏi lại, và nó sẽ gây ra cái tâm lý là rất là khó cho chúng ta. Nên là chúng ta biết để chúng ta đề phòng, để chúng ta có cái hiểu sâu hơn. Thông thường mà khi dạy học chúng ta phải biết 5 biết 10 thì dạy 1 dạy 2 thì nó mới dễ. Chúng ta chỉ biết 2 3 chúng ta dạy 1 cũng được, khó rồi. Cách quản lý biến trong trong Python nhé. Và tất nhiên là chúng ta sẽ so sánh với Pascal. Chúng ta đã rất là quen với cái Pascal và C, cho nên là tôi luôn là so sánh cái em với Pascal để chúng ta hình dung nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ tôi giả sử tôi dùng đơn giản thôi, là tôi dùng lệnh x bằng 10 nhé. Lệnh này là đúng với trong C cũng như này, và trong ở trong Python, còn ở trong Pascal là x 2 chấm bằng 10 thì nó vẫn là nhau, nó vẫn là thế đúng không? Đấy. Đấy, cái này là Pascal nhé. Thì đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ở trong Pascal thì họ làm thế nào. Trong Pascal và C là giống nhau nhé, trong Pascal và C là rất giống nhau. Còn Python là khác nhau. Bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cho các bạn nghe. Đây, bây giờ tôi vẽ cái sơ đồ ra cho các bạn dùng. Đây. Ở đây là Pascal. Đây là Pascal và C. Và đây là Python. Chúng ta sẽ hiểu ngay là vì sao. Vì sao là hai cái này nó khác nhau, mà vì sao Python thì lại không cần khai báo kiểu trước, còn Pascal và C thì lại cần khai báo kiểu trước. Thì như sau nhé. Đây. Bây giờ tôi em mô tả cái Pascal trước này. Khi tôi viết là x gì hay là c nhé bằng 10 thì như sau này. Thì trước đó là x gì tôi phải khai báo trước rồi, đúng là trước đó tôi phải khai báo là như này rồi, là khai báo là nó là số nguyên rồi, đúng không? Rồi thì như sau này, thì trong Pascal sẽ, thì đây là cái bộ nhớ nhé, đây là bộ nhớ. Thì lập tức là chương trình sẽ tìm trong bộ nhớ một cái vị trí rỗng nào đó mà có thể lưu trữ được số nguyên. Chương trình sẽ tạo ra một cái ô nhớ ở trong, gắn đặt cứng cái ô nhớ như này ở trong bộ nhớ, và gắn cứng là x gì gắn cứng vào cái ô nhớ này, và gắn cứng kiểu luôn là kiểu số nguyên. Sau đó cái vùng nhớ này, cái bộ nhớ này sẽ gắn số 10. À, thế đó là như vậy. Đây là kiểu in này, gắn cứng. Như vậy là ở trong Pascal và C thì các bạn cứ xem trong cái định nghĩa, xem thường hầu hết là như này, là biến là cũng rất nhiều định nghĩa, là biến là một cái vùng bộ nhớ, là một vùng bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu, có thể thay đổi dữ liệu, làm cái tên đặt trong cái vùng bộ nhớ để chúng ta có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu. Đấy, thì đó là cái định lý chúng ta vẫn quen cái định nghĩa đó. Tôi nói thêm một chút về về cái khi mà chúng tôi viết cái cuốn sách giáo khoa cái đồ chính thức ấy, thì chính hội đồng thẩm định đã bắt tôi phải định nghĩa biến như thế này. Bắt tôi định nghĩa biến là phải gắn cứng vào một cái vùng 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 bộ nhớ, và đồng và chúng tôi phải phải chịu thua vào đồng thẩm định. Chịu thua là những cái, các bạn cứ xem cái định nghĩa biến trong sách cái logic thức ấy, thì nó hoàn toàn giống định nghĩa biến ở trong trong Pascal, mà chúng tôi phải chịu. Rồi, như vậy đây là cái như vậy là trong Pascal C chúng ta phải khai báo trước, và cái vùng nhớ này là máy làm đặt ra cái ô nhớ này là đặt cứng ở trong bộ nhớ, và có cái độ lớn là cứng theo cái kiểu, ví dụ như là kiểu số nguyên, đặt là kiểu số nguyên bình thường thì nó chỉ là ví dụ như là 16 bit, còn chúng ta đặt nó là long in thì nó là 64 bit. Đặt cứng cái vùng nhớ ở trong trong bộ nhớ mà có độ dài là cố định
để mà sẵn sàng lưu trữ mọi số nguyên. Như vậy là kiểu dữ liệu là phải xác định trước, kiểu biến là phải xác định trước, đặt cứng cái biến đó, tên biến đó trùng với một cái vùng bộ nhớ và sẵn sàng gắn các giá trị ở bên trong cái ổ nhớ đó, thì đó là Pascal và C. Chưa? Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là ở trong Python chúng ta sẽ làm như nào nhé. Nó là cái vấn đề này mà tôi nói này, các bạn chú ý là các bạn không 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 có cho sách giáo khoa mà chúng ta cũng không cần nói cho học sinh nhé, hoàn toàn không nên nói cho học sinh. Chúng ta biết như vậy thôi để chúng ta có cái đề phòng, để có cái mà sẵn sàng để trả lời những câu hỏi hóc búa của học sinh, hay sẵn sàng để giải đáp những vấn đề mà học sinh nó đưa ra. Ở trong Python thì là như thế nào? Trong Python là như thế này. Ở trong Python nếu chúng ta có cái lệnh x bằng 10 thì như sau. Chưa? Thì như sau nhé. Thì Python sẽ làm như sau. Python sẽ thiết lập một đối tượng là số 10 ở trong một nhóm. Một cái đối tượng, chúng ta nhấn lại cái từ đối tượng đây. Python sẽ tạo ra một cái vùng bộ nhớ và thiết lập một cái object. Tôi nhắc lại là vì Python là ngôn ngữ lập trình mà hoàn toàn không đối tượng, cho nên mọi thứ của nó đều là đối tượng cả. Đấy. Thấy chưa? Và Python sẽ tạo ra một cái object, hay đúng là một cái Python object. Cụ thể hơn là trong cái ngôn ngữ của Python gọi là P object, là một đối tượng của Python, và đối tượng này là sẽ có những thuộc tính sau. Đây, mình sẽ mô tả các bạn. Một cái đối tượng ở trong Python về mặc định mà nó sẽ có bốn cái thuộc tính, chứ không phải là chỉ có một cái giá trị như là của Python. Nó có bốn thuộc tính. Một cái thuộc tính là kiểu Đấu, đấu, đấu với hết như đi, vậy đấu là với cái hết số 10 được tạo ra là nó là thuộc kiểu gì? Thuộc kiểu là in. Như vậy là cái đối tượng này là thuộc cái lớp in. Như vậy nó lấy ra từ từ cái lớp in. Cái class in là cái class đã có sẵn ở trong cái mã nguồn của Python. Khi mà tôi tạo ra một đối tượng là 10. À, như vậy các bạn có thấy từ nãy giờ tôi nói là các bạn thấy rõ là đối với Pascal và C thì máy sẽ tạo đối tượng x, tạo với đối tạo liên quan tạo ở bên trái trước, xong cái 10 chỉ là đặt vào thôi, còn với Python còn lại là tạo đối tượng là số 10 ở bên phải trước nha. Như vậy là với Pascal và C thì máy tính sẽ làm việc với bên trái trước này, xong số 10 chỉ là gán vào đây thôi. Còn với Python thì máy tính làm việc với bên phải trước, nó là một đối tượng nha, nó là một cái object. Được rồi, như vậy là thuộc tính thứ nhất là type là kiểu đối tượng này, thuộc tính thứ hai là value là giá trị. Thì trường này máy sẽ cái đối tượng này sẽ có giá trị là 10. Bạn thấy như vậy ở trong như vậy ở đây các bạn cho thấy là với đối tượng của Python thì cái chữ value này là nó khác với cái từ object này. Vậy là cái từ đối tượng và cái từ value là đối tượng của giá trị là hai cái từ khác nhau. Trong khi đó thì trong trong Pascal thì cái từ dữ liệu đối tượng và giá trị gần như là một. Thì đây là như vậy, thứ hai này là 10 này, thứ ba là cái tôi gọi nó là cái địa chỉ của ô nhớ, tôi gọi nó là ID, là cái địa chỉ cái ô nhớ mà lưu cái đối tượng này. Và cái thứ tư là một giá trị rất quan trọng nhưng mà chúng ta không 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 để ý đến, là nó là ref card, hay tiếng Anh của nó là reference card. Cái này là cái gì? Cái này là bằng là số lượng các cái tên biến, Bà biết hứa hả bà? các tên biến trỏ vào đối tượng này. Được chưa? Như vậy là máy tính sẽ tạo ra một cái đối tượng và kiểu của nó là kiểu in, đúng không? Và giá trị là 10. ID của nó thì tôi sẽ nói sau, nó sẽ nằm ở đâu đó. Và một cái giá trị này nó gọi là reference count. Thì như sau nhé. Bây giờ là như vậy là máy sẽ tạo ra một đối tượng là 10 ở
ở bên phải, ICSI. ICSI là máy sẽ tạo ra một cái tên là ICSI nha. ICSI này sẽ nằm trong cái gọi là cái namespace cho nó sau, và ICSI này nó sẽ trỏ vào đây. Đấy, ICSI này sẽ trỏ vào đây, và như vậy cái biến reference cao là mô tả số lượng tất cả các cái tên biến như thế này này, ICSI này, và trỏ vào một cái đối tượng này nhé. Đó, các bạn thấy không, như vậy là như vậy là với x thì trỏ vào, cho nên là x thì trỏ vào rồi thì kiểu khi tôi viết là type x thì máy sẽ tính ra đây, máy sẽ tính chính là type x thì chính là in đây. Đấy, thấy không nào? Như vậy là khi tôi viết là type x thì máy sẽ nhìn vào vì x thì là con trỏ trỏ vào cái đối tượng kia, đối tượng là 10 kia đấy, cái object kia. Và cái khi tôi biết là x gì hay biết là print x gì thì là in được giá trị x gì thì máy sẽ lấy giá trị và in ra số 10. Như vậy là ở trong Python thì bản chất của cái biến là con trỏ, thì vẫn là con trỏ đây, trỏ vào, thấy không nào? Đấy, như vậy là hai cái này nó chính vì vậy mà bạn thấy là trong Python thì không cần khai báo kiểu của x gì, hoàn toàn là không 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 cần một tí nào luôn nhé. Đấy, vì đây là x gì nó là như vậy, x gì là nó chỉ là một cái, chỉ là nó gì gắn con một con trỏ chỉ vào cái đối tượng này. Như vậy khi tôi biết x gì bằng 10, nhắc lại này, thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là số nguyên 10 nằm trong bộ nhớ, mà một đối tượng như vậy là nó có bốn thuộc tính chứ không phải là chỉ có một hay hai. Thì nó là gì, là một là kiểu type, hai là giá trị tiếng Anh là value, ba là cái địa chỉ ô nhớ là id, và bốn là reference count là cái số lượng các tên biến trỏ vào cùng cái đối tượng này. Đấy, như vậy là nó rất là khác biệt so với, mà nếu mà chúng ta cứ nhòm định nghĩa này, cách quản lý biến này, ra thấy rằng là cách quản lý biến Python và C là hoàn toàn đơn giản và khác hẳn 100% so với cách quản lý biến trong Python, khác hẳn luôn. Nhưng mà cái điều này chúng ta sẽ học sinh không cần biết, học sinh chỉ hiểu đơn giản là x gì khác từ 10 chính là x gì là một cái tên biến và nó giá trị là 10. Có thể hiểu x gì là một đối tượng cũng được, là một dữ liệu cũng được, không quan trọng, x gì sẽ là 10, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà muốn hiểu sâu hơn thì đây chính là cái bức tranh mà chúng ta hiện tại nó hiểu sâu hơn. Các bạn thấy không nào, tôi nói là phức tạp nhé. Bây giờ tôi sẽ nói thêm, mà tôi sẽ mô tả thêm một cái em mô tả tiếp theo để chúng ta thấy rõ là nó sẽ như thế nào. Tôi bảo thêm hai lệnh nữa để hình dung nhé. Nhưng mà đây lệnh một là cái lệnh là lệnh gán này. Rồi bây giờ tôi mở giả sang lệnh hai cũng là lệnh gán, nhưng mà là gán tiếp theo, lệnh số 2 nhé. Bây giờ tôi giả sử chúng ta cùng thực hiện cái lệnh là x gì bằng x gì cộng với 25, chưa? Đấy. Rồi, thì cái này nó là cái gì? Cái này là cái gì? Thì đối với Pascal thì nó rất đơn giản. Chúng ta biết rồi là x là một cái ô nhớ cứng ở trong bộ nhớ có địa chỉ cứng và luôn cố định. Cái ô nhớ này không bao giờ thay đổi, tạo ra là vĩnh viễn nằm ở đó, trừ khi chúng ta giải phóng bộ nhớ còn cái nằm đó. Khi tôi biết x bằng 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 cộng x cộng 25 thì máy đơn giản, máy ở trước tiên là 10 đúng không, và máy sẽ xóa đi và máy sẽ thay vào là 10 cộng 25 nó sẽ chính là 35. Máy chỉ đơn giản chỉ sửa số 10 thành số hạng thành số 10 thành số 35. Đấy, như vậy lệnh x gì bằng x cộng 25 ở trong Pascal và C là vẫn là cái vị trí, vẫn là địa chỉ cũ, vẫn là cái đối tượng x cũ đó, vẫn là cùng cái địa chỉ trong bộ nhớ, chỉ khác là cái vùng, cái giá trị của cái ô nhớ đó nó đổi, thay đổi từ 10 sang 35, được chưa? Thì đây nó là Pascal và C nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lệnh là x gì bằng x gì cộng 25 ở trong Python nó như thế nào nhé. Đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé. Đây. Rồi, thế bây giờ x gì bằng x cộng 25 là cái gì? Đây, thì chỗ này lại là cái chỗ mà chúng ta nhớ là chúng ta có một cái x gì đang trỏ vào một cái đối tượng là như thế này đúng không? Đối tượng của chúng ta nó là đang trỏ vào đối tượng nó là 10 này.
kiểu của nó là kiểu in này, và cái ID của nó là trong bộ nhớ này, cái reference k của nó nằm ở đây này, hay nhá. Một cái đối tượng ở trong trong Python là nó bốn, có bốn cái chủ tính như vậy. Được rồi, thì x gì bằng x cộng 25 thì chúng ta là nhớ này, nó lại phụ thuộc vào cái kiểu, cái tính chất của cái kiểu, của cái kiểu dữ liệu này. Thì cái kiểu dữ liệu số nguyên là kiểu dữ liệu là bất biến, bất biến tức là khi chúng ta tạo ra rồi thì nó không bao giờ thay đổi dữ liệu được nữa. Cho nên là ở chỗ này cái giá trị 10 này này là giá trị cái kiểu dữ liệu bất biến, là kiểu dữ liệu mà giá trị của nó không bao giờ thay đổi, cái này nó là bất biến, không bao giờ thay đổi đối với số nguyên. Chúng ta chú ý nhé, bất biến. Cái này vào thêm một chút nhé. Ở trong Python thì kiểu dữ liệu nguyên, kiểu dữ liệu thực, kiểu dữ liệu sâu là kiểu dữ liệu bất biến. Khi tạo ra thì giá trị của chúng không bao giờ thay đổi được. Giá trị nhé, giá trị không thay đổi. Riêng nhưng mà kiểu dữ liệu list, kiểu dữ liệu dãy, bảng ấy, thì lại là kiểu dữ liệu mà không bất biến, hay là gọi là khả biến. Thì dữ liệu của nó có thể thay đổi, cái value của nó có thể thay đổi. Nhưng với số nguyên thì là trong dữ liệu là bất biến. Do đó cho nên là cái x cộng 25 này nó không thể là nằm ở chỗ đó nữa, thì là máy làm như sau nhé. Thì khi chúng ta tạo ra, khi mà vì x chỉ là bất biến cho nên máy sẽ làm như sau. Máy sẽ lấy giá trị x chỉ là 10 cộng 25 thành là 35. Máy sẽ tạo ra một đối tượng mới. Đấy, nằm ở chỗ khác nhé. Một đối tượng mới nằm ở chỗ khác. Và đối tượng mới này có giá trị là 35. Nó cũng là kiểu nguyên. Và ID của nó là nằm ở chỗ khác. Cái reference cao nằm ở chỗ khác. Đây là một cái, đây là một object ban đầu nhé. Object này là object ứng số 10. Đây là cái object ứng với số 35. Và x thì bây giờ sẽ không còn trỏ vào đây nữa, nó sẽ bật cái này đi, và x thì nó sẽ trỏ vào đây. Đấy. Đấy là. Như vậy là với x thì bằng x cộng 25 thì máy là tạo ra một cái đối tượng mới và trỏ x sang đối tượng mới. Các bạn có nhìn thấy không? Đấy, nó, bây giờ tôi sẽ cái chỗ này tôi sẽ em cùng các bạn tôi các bạn xem một chút cho hình dung nhé. Đấy, trước khi mà đi sang cái mới này, bây giờ x gì đây nhá. Thế nhá. Đấy, x bằng 10, tôi viết lại x bằng 10 ở đây nhé. Chúng ta biết là kiểu của nó này, tai này, x nó là gì? À, nó là kiểu dữ liệu nguyên. Bản thân giá trị của x thì nó là 10, đúng không nào? Còn cái thủ tính thứ ba là ô nhớ, là ID của nó, cái ID của nó, ID của x đây, đây chính là cái vùng nhớ đây, cái vùng nhớ. Những cái địa chỉ, cái ô nhớ mà của đối tượng người nằm ở trong đó. Thì chúng ta muốn cho nó dưới dạng hex là cái dạng địa chỉ, dạng id, đây là cái dạng, đây chính là cái trong ô nhớ, trong các cái địa chỉ ô nhớ người ta thường đánh số theo hệ điểm hexa. Thì đây nó chính là cái địa chỉ vùng nhớ. Còn cái reference cao thì khó hơn, bạn nữa chúng tôi sẽ nói, được chưa? Rồi như vậy bây giờ ở đây là gì? Bây giờ ở đây nó sẽ là x thì nó là cái đối tượng 10 đấy là 22800039 đúng không? 28592. Bây giờ tôi viết tiếp, tôi viết x thì bằng x thì cộng với 25, được chưa? 25 đấy. Được chưa? Để tôi kiểm tra cái ID của nó xem nó có nằm chỗ cũ không hay nằm ở chỗ mới. Thấy là nó nằm nằm khác cái nhá. Đây là 22800 này 39 28 592, đây là 29 392. Nhưng mà cái ID của x này là khác với ID cũ đúng không nào? Đây là ID cũ nhé. Đây là ID mới. Như vậy là khi chúng ta đặt cái lệnh là x bằng x cộng 25 thì cái x đã trỏ sang một vị trí khác, ID của x là vị trí khác. Phải không nào? Như vậy là khi mà x bằng x cộng 25, đây là trỏ vào chỗ cũ này. Trỏ chỗ mới nó là cái này này. Đó, trỏ chỗ mới là cái này. Các bạn thấy không nào? Vậy chị đã trỏ sang một cái đối tượng mới, bạn thấy không nào? Nó rất là tương đối phức tạp đó. Được rồi, thế thì đây là tôi đang ví dụ ở cái đối tượng là số nguyên, là số nguyên là kiểu dữ liệu mà là bất biến. Tôi nhắc lại nhé, bất biến ở trong Python thì trước khi tôi đang thêm về mặt là các cái đối tượng dữ liệu khác, các cái kiểu dữ liệu, các cái đối tượng dữ liệu thì nó có hai loại là bất biến. Bất biến là cái gì? Là bất biến là cái loại dữ liệu mà
và giá trị của nó không bao giờ thay đổi. Khi tạo ra là luôn cố định như vậy. Còn loại thứ hai là tôi gọi là cải biến, là kiểu dữ liệu mà dữ liệu của chúng có thể thay đổi. Thì bất biến này là nó đang thuộc loại vị như là kiểu in này, kiểu float này, là bất biến này, kiểu str này là kiểu bất biến này, kiểu là kiểu sâu đấy. Còn cải biến là kiểu dữ liệu list, là kiểu chỉ là kiểu dữ liệu mảng đấy, là cải biến. Được rồi, thì bây giờ tôi làm thử các bạn xem nhé. Bây giờ như này, bây giờ giả sử tôi viết a, án a bằng dữ liệu là 1, 2, 3, được chưa? Thì bây giờ a nó làm thì máy như sau, máy nó sẽ tạo ra một cái ô nhớ, một cái ô nhớ, một dữ liệu, gọi dữ liệu, một cái đối tượng, một cái object nhé, object này, và kiểu dữ liệu của nó là kiểu dữ liệu là list. Cái giá trị của nó chính là 1, 2, 3, đúng không? Và địa chỉ của nhớ của nó là đó, dùng cái hàm id. Còn đây là reference count, count được chưa? Và a làm cái tên nó chọn sang bên này, sang bên này, được chưa? Bây giờ tôi thực hiện cái lệnh là a chấm append, là cái lệnh mà chúng ta đã biết là ví dụ như là 10 bổ sung một phần tử vào cuối của dãy, được chưa? Đấy, thì sao? Thì khi đó dùng lệnh này này, thì bằng a nó là kiểu dữ liệu là khả biến, cho nên là dữ liệu đây, dữ liệu của đó là thay đổi, nó sẽ bổ sung thêm và nó thêm vào là 1, 2, 3, là 10, và a vẫn trỏ vào đây. Như vậy là sau lệnh này thì a vẫn là đối tượng cũ, a không thay đổi nhé. Cái đối tượng a này là dữ liệu công sách, thì là vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi cái giá trị thôi, thay đổi cái giá trị thôi. Như vậy có bốn, một cái đối tượng a nó có bốn cái tham số, một là type, value, id và reference count. Thì type không thay đổi, value thay đổi, id không thay đổi, chưa? Cái này cũng không thay đổi. Đấy. Như vậy là a là như vậy là chúng ta chú ý là kiểu dữ liệu list là nó rất khác, trước tôi nói đấy, là nó rất khác. Được chưa? Rồi, thế bây giờ để cho các bạn xem nhé. Đây, khi tôi viết là a bằng 1, 2, 3, 1, 2, 3 nhé. ID của a là nằm ở cái vị trí cho nó ở trong phần nhớ, đúng không? Đây chỉ là vị trí của đối tượng a đó, đối tượng mà a mà trỏ vào đấy, đối tượng mà a trỏ vào, a là cái tên trỏ vào nhé. Đó thì là như này. Bây giờ tôi viết là a chấm pen dữ liệu a là thay đổi, dữ liệu a là thay đổi tăng lên 10, nhưng mà id của a là không thay đổi, nhớ của nó vẫn là trục cũ. Nếu như cái giá trị này này hoàn toàn giống với cái giá trị này, giống hệt nhau luôn, như vậy là giá trị của a là cái đối tượng a là không thay đổi. Chúng ta chú ý nhé. Rồi, để chỗ này các bạn có hiểu không nhỉ? Chúng ta có hiểu không? Tôi nói rồi là hơi khó hiểu đấy. Chỗ này là thì tôi nói là thầy cho em hỏi tí ạ. Ừ. Alo. Em hỏi đi. Thầy ơi, thầy em hiểu chút ạ. À, hỏi chút ạ. Ừ. Vậy thì với những cái biến mà bất biến như thế thì nó rất là tốn bộ nhớ đúng không thầy? Vì mỗi lần nó trở đến một địa chỉ, một chương trình mà dùng nhiều những cái biến bất biến ấy. Ừ. Nó sẽ rất là tốn bộ nhớ đúng không ạ? Có thể cái nó em cũng về đúng rồi, về mặt logic là như vậy. Nhưng mà nó thêm nhé. Có cách nào mà dọn rác nhưng với những cái chương trình tôi sẽ nói ngay bây giờ. Cái câu hỏi của em là rất đúng, rất là có lý nhé. Nhưng mà này, nhưng mà Python là cái ngôn ngữ mà nó tự dọn dẹp bộ nhớ, nó không như là C Pascal. Chính C Pascal mới là ngôn ngữ mà không tự dọn dẹp bộ nhớ, chúng ta phải dọn bằng tay, cho nên là chính là Pascal và C mới tốn bộ nhớ hơn, hay bị tràn bộ nhớ hơn. Còn Python là nó tự dọn dẹp bộ nhớ. Đây này, cái reference count dùng để nó tự động dọn dẹp bộ nhớ nhé. Khi mà cái reference count mà không ấy, tức là cái đối tượng này mà không có ai, không có biến nào chọn vào ấy, thì nó sẽ tự động xóa đi.
này nhé, thì mình là x bằng 10 này, x bằng 10 nhé. Để một chút. Nha. Đây này, chỗ này nhá. À, trước kia là x bằng 10 thì x trỏ vào đây nhá, trỏ vào đây. Khi tôi viết là x bằng x cộng 25 thì máy tạo ra một đối tượng mới là đây. Và x sẽ trỏ sang chỗ mới. Thì chỗ cũ đây này. Cái bên cũ này nó vẫn đang trong bộ nhớ, nhưng mà nếu mà reference k của nó mà bằng 0 ấy thì nó tự động xóa. Cho nên là chính ra dùng Python lại vô cùng là vì máy nó chương trình nó tự động nó xóa bộ nhớ, làm dọn dẹp bộ nhớ, cho nên là chính nó là rất là tiết kiệm bộ nhớ, tiết bộ nhớ hơn nhiều so với Pascal và C. Đây là chính là cái điểm mạnh của Python, mặc dù chúng ta không nhìn thấy, chúng ta cảm giác như là nó dùng bộ nhớ rất là bừa bãi, đúng không nào, nhưng mà nó lại có những cái nó có những thuật toán mà nó tự động nó dọn dẹp bộ nhớ. Như cái phần cao này chính là cái nó chỉ ra là số lượng các cái biến trỏ vào đó. Thì nếu số lượng biến trỏ vào mà lớn bằng 1 thì nó để nguyên, bằng 0 và nó lập tức nó xóa đi ngay. Chúng ta chú ý nó rất là hay ở chỗ đó, nó rất là hay ở chỗ đó. Nhưng mà chính cái chữ biến nó hay cái bộ nhớ như vậy, cho nên nó chậm hơn là vì thế. Nó chậm hơn là đối với em với Pascal, sẽ đây là một trong nguyên nhân mà nó thì chúng ta làm cái lệnh gán thì đó nó tạo ra một đối tượng mới, thì lại mất thêm một khoảng thời gian nào đó trong bộ nhớ để tạo ra một cái đối tượng mới, cho nên là thử nó tương đối chậm. Rồi, như vậy tôi vừa mô tả các bạn cái lệnh gán, đúng không, và cái lệnh đây lệnh thay đổi giá trị nó thay đổi giá trị của một kia đây, lệnh a append hoặc lệnh x 25. Thay đổi giá trị thì đối với Pascal và C đơn giản, chúng tôi chỉ thay đổi giá trị trong ô nhớ này thôi, nó rất là dễ. Đối với Pascal là nó xử lý đơn giản, còn trong Python nó xử lý phức tạp hơn, thì tùy thuộc vào cái đối tượng đó là bất biến hay là khả biến thì nó xử lý khác nhau. Nếu mà là bất biến thì nó sẽ phải tạo ra một đối tượng mới và con trỏ sẽ chuyển trỏ sang cái đối tượng mới. Còn nếu nó khả biến thì nó xử lý giống như là với Pascal và C, là giá trị của đối tượng đó là thay đổi và nó vẫn là chỗ cũ, và con trỏ A nó vẫn chỉ vào chỗ cũ, như vậy là nó không tốn bộ nhớ nữa, không tốn thêm bộ nhớ, và nó vẫn là, và nó cách làm nó là giống như là đối với Pascal và C. Đấy, chúng ta thấy nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả thêm một lệnh nữa, lệnh cuối cùng nhé, để trước khi mà chúng ta kết luận cái vụ này nhé, kết luận cái vụ quản lý biến nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái lệnh nữa để chúng ta hình dung nhé, để chúng ta thấy cái sự khác biệt rất lớn giữa Pascal và Python. Đây, chúng ta vẫn có cái lệnh này nhé. Bây giờ là về x gì đây, x gì tôi lại bằng 10 như cũ nhé, bằng 10 như cũ rồi. Tức là bây giờ máy sẽ chiều 10 thì ở trong Pascal là nó tạo ra một cái ô nhớ cứng vĩnh viễn gắn cứng với x gì. Và gắn giá trị là 10 tại câu đó, trừ khi chúng ta dùng cái lệnh là xóa câu nhớ đi thì nó mới mất đi, còn lại nó vẫn nằm trong câu nhớ nhé. Do thì đó là đối với Python nó sẽ tạo ra một cái đối tượng trong bộ nhớ, và nó có 40 ngàn, đúng không, 40 ngàn là kiểu này, value này, id này và reference cao nhé, và x thì sẽ gắn với cái này, x trỏ vào nha. Bây giờ tôi thực lệnh cho đây, thực lệnh là y bằng x gì đấy, thì máy sẽ làm gì nha, y bằng x gì nhá, lệnh gán bình thường thôi. Rồi thì làm như sau nhá, với lệnh gán này thì như sau này, đối với Pascal và C thì như sau đây, thì đây là cái ô mà gán cứng với x gì, gán cứng với x gì bằng giá trị là 10 đây nhá, thì thiện lệnh y bằng x gì thì là đây, chúng đây đối với Pascal và C nhé, thì đúng là đây lệnh là lưu một giá trị mới, cất đi x gì, máy sẽ tạo ra một cái vùng mới tinh và đặt tên là y là cứng trong bộ nhớ, và giá trị của y là sao chép từ x sang.
y có cùng kiểu với x gì và gán cứng và gán nó chỉ sao chép cái 10 sao. Như vậy cái y này chẳng qua cái y này là một cái bản sao của x gì nhưng nằm trong vị trí khác, cô nhớ nhé. Đó. Như vậy là khi trong Pascal và C thì khi chúng ta thực hiện cái lệnh y bằng x gì là máy thực sự là làm cái bản sao thực sự của x gì sang một chỗ khác lưu lại, và sau này chúng ta có thể sử dụng x thoải mái, sau chúng ta gán trở lại y, chúng ta sẽ dùng ta sẽ quay lại y, chúng ta sẽ dùng lại được giá trị x gì đó. Nhưng thực sự đây là lệnh là cất giá trị x gì đi, cất x gì đi để mà dùng lại sau này, được chưa? Cái này các chúng ta quen rồi, quen đối với Pascal và C, cái này đúng với mọi kiểu dữ liệu, cả kiểu dữ liệu mảng, cả kiểu dữ liệu sâu đều đúng như vậy. Cái lệnh y bằng x gì thì máy luôn tạo ra một cái ô nhớ khác trong bộ nhớ, được chưa? Ô nhớ khác trong bộ nhớ và sao chép giá trị của x gì sang. Và các bạn thấy không, đây chính là cái chỗ mà với Pascal và C là vô cùng tốn bộ nhớ, cứ một lệnh gán là tạo ra một cái ô mới. Các bạn có thấy tốn bộ nhớ không? Bây giờ chúng ta sẽ sang Python nhé, xem là cái gì nhé. Đây, bây giờ chúng ta dùng lệnh là y bằng x gì thì máy đơn giản, máy chỉ tạo ra thêm cái tên y ở trong cái gọi là cái namespace, là cái nơi để lưu trữ tên nhé, tạo ra cái tên là y và y này trỏ vào cùng cái chùm cùng đối tượng mà y đã trỏ vào. Đó. Và khi mà chúng ta gọi lệnh y bằng x gì thì lập tức là cái reference cao cái thuộc tính reference cao của cái đối tượng này nó sẽ là tăng lên 1, tự động tăng lên 1 đơn vị. Đấy, như vậy là đối với Python thì nó chỉ tạo thêm một cái tên thôi, tên là y thôi, nằm ở trong cái vùng mà dùng nó lưu trữ tên, nó gọi là namespace điện, tôi sẽ nói, và nó sẽ trỏ vào cùng một cái đối tượng là x gì. Như vậy nó không tạo thêm cái ô nhớ nào ở trong ô nhớ cả. Y này nó chiếm rất là nhỏ, y này nó chỉ chiếm cái tên này, ở trong cái vùng namespace nó rất là nhỏ, nó không lớn nhé. X gì có thể là một cái mảng rất là dài, một cái mảng dài hàng nghìn phân tử đi nữa thì nó vẫn trỏ cùng một đối tượng là lấy sự như vậy, và như vậy nó không tốn bộ nhớ. Trong khi đó ở trong Pascal, nếu chúng ta đặt y bằng x gì, nếu x gì là một cái mảng dài hàng nghìn phân tử thì y nó tạo ra một cái vùng mới trong bộ nhớ dài hàng nghìn phân tử, như vậy là rất tốn bộ nhớ. Trong khi đó Python thì là không tốn bộ nhớ, bạn thấy không nào? Đây bây giờ này nhé, đây, cho nên chúng ta biết như vậy là y bằng x gì, như vậy suy ra gì, kết luận như sau nhé. Kết luận là ở trong Pascal ấy thì y bằng x gì sẽ là cái lệnh thực sự là lệnh là lưu một bản sao của y để cất đi. Còn ở trong Python thì không như vậy. Không có nghĩa là lưu bản sao, mà trong Python thì cái y bằng x là chẳng qua chỉ là tăng thêm một cái tên mới và cùng trỏ vào với x gì. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta chú ý ở trong Python thì nếu x gì là kiểu dữ liệu mà là bất biến thì cái lệnh y bằng x gì này nó sẽ có ý nghĩa giống như là một cái bản sao lưu, giống như là một cái lệnh sao lưu như bình thường. Còn nếu mà x gì là kiểu dữ liệu là khải biến thì không, thì hoàn toàn không. Rồi đây chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại để minh họa thôi. Minh họa như vậy, x gì bằng 10 nhé. Thì bằng 10 thì cái id của nó là gì? Id của nó là thế này. Tôi viết là y bằng x gì. Và chúng ta kiểm tra cái id của y. Mà cái id của d của y nó là bằng hoàn toàn với id của x gì. Nhé. Rồi, ở trong Python chúng ta chú ý là nó có hai cái toán tử rất quan trọng. Một là toán tử là so sánh giá trị, là cái này. Đây là toán tử so sánh giá trị. Hai là toán tử so sánh đối tượng. Hai cái này là khác nhau. Đối với số nguyên thì đơn thế, bây giờ lấy ví dụ như A này, ví dụ A như A bằng 1 2 3. Là gắn B bằng 1 2 3. Thì
nha, sẽ AB là các là như vậy AB là cùng giá trị cho nên A bằng B là nó phải là true đúng không nào? Để kiểm tra xem A có phải là bằng B không nhé. A này is B nó là false bởi vì là cái ID của A là nó khác ID của B, ID của A đây nhé, ID của B là nó khác, là nó khác nhau. Kiểu mặc dù là AB là cùng giá trị, như vậy là ở trong Python giá trị và đối tượng là hai hạt khác nhau nhé. Như vậy chúng ta bây giờ chốt lại chỗ này nhé. Như vậy các bạn thấy bây giờ sau khi các bạn nói như vậy thì chúng ta đã hiểu ra bây giờ chúng ta hiểu ra được phần nào cái cách mà Python nó quản lý biến. Như vậy là ở trong Python nhé, chúng ta chú ý trong Python chúng ta chú ý hai cái rút ra này, rút ra mấy điều kiện ra đây này. Thứ nhất nhé là nhắc lại là một là cái lệnh gán x gì bằng một cái đối tượng nhé, bằng một cái đối tượng dữ liệu hay một giá trị đối tượng dữ liệu là nó tương đương là tạo một cái tên x gì mà trỏ vào cái đối tượng đó, trỏ vào cái đối tượng đó. Đấy nhé. Thứ hai là chúng ta như vậy là các thuộc tính của đối tượng là như sau. Các thuộc tính của một cái object của một đối tượng nhé, ở trong Python gồm có như sau này. Nó gồm có bốn thuộc tính, một là kiểu, hai là giá trị, giá trị. Ba là ID tức là địa chỉ bộ nhớ, địa chỉ ô nhớ. Và cuối cùng là cái tính nó gọi là reference count, là cái số lượng reference. Cái từ reference này là chính là con trỏ đấy, chỉ vào đấy. Cao là đếm luôn số lượng các reference. Nhưng mà đây là mà mỗi một cái object của Python là nó có bốn cái thuộc tính khác nhau nhé. Rồi và cuối cùng là như sau. Ba là cái lệnh gán y bằng x gì là sẽ tạo ra một cái tên x gì trỏ tên là y là trỏ vào cùng một đối tượng như là x gì. Tức là y bằng x gì là nó sẽ chỉ bổ sung thêm cái không, nó không tạo thêm một nhớ và nó x gì đây chọn vào đối tượng và y cũng chọn vào đối tượng. Và như vậy tổng kết cả ba cái này ta suy ra là gì, suy ra như vậy là cái bản chất cái bản chất của cái việc quản lý biến ở trong Python là quản lý thông qua con trỏ. Như vậy là biến của Python nó chính là con trỏ nha. Nhưng mà con trỏ này nó hơi khác một chút so với con trỏ của khác với con trỏ khác hẳn luôn đấy, khác hẳn con trỏ của Pascal và C. Con trỏ của Pascal và C là trỏ vào một cái vùng nhớ, trỏ vào một cái địa chỉ ô nhớ, còn cái biến của Python là trỏ vào một cái đối tượng. Tất nhiên là địa chỉ ô nhớ là một thuộc tính của đối tượng, của cái đối tượng đó, nhưng mà nó biến trong Python nó chính là con trỏ. Và chúng ta chú ý thêm một chút nữa là thêm cái điều năm nhé, là ở trong Python chúng ta chú ý là nó có hai cái toán thử sau. Toán thử này là so sánh giá trị nhé, so sánh cái value là giá trị của các đối tượng, còn toán thử is là so sánh bản chất, so sánh đối tượng, đúng nó nôm na là so sánh cái địa chỉ ô nhớ đấy. hay là hay là hay là
so sánh sánh ID nhé, cái hàm ID này, hàm là hai cái biến mà hai đối tượng coi mà là bằng nhau về đối tượng khi chỉ khi là ID của chúng là bằng nhau. Đấy, thì các bạn thấy bây giờ tôi vừa mới tổng kết xong cái phần các bạn có hiểu được không nhỉ? Ở đây có ai thắc mắc gì không? Chúng ta có thấy khó hiểu không? Không ạ, rất dễ hiểu rồi ạ. Vâng ạ, thầy cho em lại số 5 vậy. Thầy, cho em hỏi một chút ạ. Ừ. Thầy cho em lại số 5 vậy. À, số 5 đây. Thầy ơi, thầy ghi lại bài giảng chưa thầy? Cái gì cơ? Thầy ghi lại bài giảng hôm nay không ạ? Có, con đang ghi rồi. Con đang ghi rồi nhá. Đây này, số 5 bên này. Là chúng ta chú ý con ở trong bút tân con nó có hai cái toán tử là so sánh value khác và so sánh đối tượng khác, còn ở trong Pascal và C chỉ có một toán tử so sánh thôi, so sánh chung với tất cả luôn nhé, nó không như này. À, ở trong Python so sánh là so sánh là cũng là so sánh là giá trị thôi, là so sánh giá trị. Ở trong Python thì nó không có cái lệnh là không có phép so sánh đối tượng. À, trong hồi xin lỗi, trong Pascal chỉ có phép so sánh giá trị, không có phép so sánh đối tượng. Bởi vì sao? Bởi vì trong Pascal và C thì không cho phép hai đối tượng là có cùng một cái tên. Như vậy là hai biến khác nhau là suy ra là hai vùng biểu nhân khác nhau. Không có chuyện là hai cái tên biến cùng tên biến khác tên biến lại cùng chỉ một vùng ổ nhớ. Trong Pascal là thế, trong Pascal mà là x y z ba cái tên biến khác nhau lại ứng với ba vị trí khác nhau của ổ nhớ nhá. Và chúng thực chất bản thân chúng là các đối tượng khác nhau, còn ở trong Python cho phép là nhiều đối tượng, nhiều tên biến có cùng chung một cái đối tượng, vì chúng là đều là các tên trỏ vào cùng một đối tượng nhá. Nhưng mà sự khác biệt là rất lớn luôn nhé. Trong mắt cam có một cái loại biến nữa là biến con trỏ, thì nó có khác gì so với cái biến, nghĩa là nó có tương tự được như cái biến cái gì cơ, em nó nhỏ mà không nghe rõ. Dạ, trong mắt cam có một cái loại biến nữa là biến con trỏ, thì nó có tương tự cái biến này của Python nhưng bất kỳ đối tượng gần giống cái này, nhưng mà thế là nó khác nhau, gần giống đây nhá. Thế là nó chỉ vào một đối tượng, nó chỉ là gần giống thôi chứ nó vẫn là khác hẳn nhau luôn nhé. Thế cho em hỏi là cốt so sánh là bởi là gì, là vì sao phải so sánh? Bởi vì là các bạn đã quen với Pascal rồi thì so sánh để thấy nó khác nhau thôi, chứ còn chúng ta không, khi chúng ta tư duy trên cái Python chúng ta hoàn toàn không bao giờ được dựa trên tư duy của Pascal, vì đó là hai ngôn ngữ được thiết kế với cái tư duy là khác hẳn nhau, mặc dù chúng đều là ngôn ngữ lập trình bậc cao, chúng có những lệnh như nhau, có cái tư tưởng như nhau, nhưng mà vì nó là cái cách tiếp cận của hai cái tác giả đó là khác nhau nhé. Cách tiếp cận của Pascal và C là cách tư duy thế kỷ cũ, cách tư duy đó là rất hợp với những thế kỷ 50, thế kỷ 60 của thế kỷ trước, còn cái Python là nó tư duy hiện đại hơn, nó là tư duy của thời đại hiện nay, cho nên là nó hiện đại hơn rất là nhiều lần so với cái tư duy kia đó. Thì để cho em hỏi ừ hỏi đi. À, thế thì cho em hỏi một chút là cái đối tượng tuyết với cả đối tượng array ấy, ở trong hai kiểu tuyết với cả array thì nó là khải biến hay là bất biến? Array của cái gì? Array của Python ấy ạ. Trong Python nó cũng có một cái kiểu dữ liệu là ngoài list nó còn có cái array. Không có. Nó còn có tuyết. Không có. Python không hề có dữ liệu nào là tên là array, không có nha. Chỉ có list thôi. Tuyết vậy? Ừ. Còn đối tượng tuyết vậy ạ? Đối tượng gì? Tuyết vậy ạ? List à? Không ạ, à, không phải list là tuyết vậy. À, tuyết bằng cái gì? Ờ, tuyết vậy. À. Vâng, tuyết vậy. Còn tuyết bằng là không ạ. Cái này tôi không nói nhé. Ở trong Python thì ngoài dữ liệu list là mảng bình thường đúng không? Thì nó còn một dữ liệu nữa là dữ liệu là tuple. Thì tuple này là dữ liệu làm bất biến, đúng thế.
chúng ta có hiểu Vâng, là dữ nó giống liệu như list array trong Kafka đấy. là có thể gọi là dữ liệu là mảng đúng không? Mảng Vâng. hay là danh sách, mảng hay là danh sách hay là dãy đúng không? Thì cái tuple này Vâng. này nó là bất biến, và tôi hay dùng từ là nó làm nó là dãy hằng, dùng từ hay là dãy hằng hay là dùng từ ống hay là mảng hằng, có thể dùng. Thì tuple này nó là cái này là nó là bất biến nhé, là bất biến chứ không phải khả biến. Nhưng cái này không dạy, không dạy cho học sinh, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng nên biết. Lát nữa tôi sẽ nói thêm một chút về cái kiểu dữ liệu là tuple này. Thực ra là cái tuple nó hiển hiện xung quanh chúng ta rất là nhiều luôn ở trong Python, chúng ta dùng nó rất nhiều mà chúng ta không biết, nó là bất biến. Còn cái thằng cái mảng cái list này này thì nó là khả biến nhé, khả biến được chưa, nó là khả biến đó. Được chưa? Đấy, vậy tôi vừa mới mà đây cho các bạn xem một chút nhé. Đây này, thì khi mà tôi viết là đây A nhé, A là cái này nhé. Bây giờ tôi viết là B bằng A, B bằng A. Khi đó là gì? Khi đó là khi đó thì ID của B nó chính là ID của A. BD và ID của A đây nó chính là như nhau luôn nhé. Và như vậy là B is A là nó là một. Như vậy là khi tôi viết là b bằng a ở trong Python đấy, trong Python thì là a là list ấy, thì cái lệnh này nó không khi mà nó không tạo ra một cái bản sao để lưu a. Thì tôi viết a đây, tôi viết append 100 dữ liệu của a thay đổi và b cũng thay đổi theo. Thì ra cái lệnh là b bằng a đó ở trong Python thì đối với list thì nó không là cái lệnh để sao lưu dữ liệu cất đi đó, các bạn thấy không nào? Thì đó là cái sự chúng ta chú ý nhé, cái đây là điểm rất là khác biệt đấy. Mà đối với sự bất biến thì được, đối với tuple thì được, nhưng mà đối với bất khả biến thì không được. Cái này đúng cho mọi mọi kiểu dữ liệu khả biến. Ở trong Python tôi xin nói thêm một chút nhé, ở trong Python là đây tôi xin nó thêm ra ngoài thôi, tức là dữ liệu của nó nhé, dữ liệu này dữ liệu có thể nôm na chỉ là hai loại là bất biến và khả biến. Bất biến nhé, thì bất biến thì dùng cái lệnh là như là x bằng y đấy thì được, hay b bằng a là cái lệnh ngắn là sẽ là cái lệnh là sao lưu, đồng nghĩa là vậy sao lưu. Còn khả biến thì không được, khả biến thì hoàn toàn không được, chúng ta phải phân biệt hai cái đó nhé. Thì bất biến là kiểu dữ liệu in này, kiểu dữ liệu mà số thực này, kiểu dữ liệu bool này, kiểu dữ liệu str này, kiểu dữ liệu là tuple. Riêng tuple thì tôi sẽ nói xong thôi, riêng tuple này là thật ra là nó là bất biến thật, nhưng mà nó thôi được, mặc dù nó là bất biến thật, tuy nhiên nó chỉ là bất biến theo nghĩa là nháy nháy thôi. Đấy. Thực chất là nó là bất biến nhưng mà nó vẫn có thể khả biến được. Cái này hơi khó hơn một chút, chúng ta nên khoanh cái này lại để tôi nói sau nhé. Còn dữ liệu khả biến này là list này, ngoài ra chúng ta cái này là cái này hôm nay chúng ta không nói được, không kịp thời gian, nhưng mà theo tôi thì là giáo viên chúng ta, theo tôi thì nên biết, đặc đặc biệt là giáo viên dạy cần dạy thiêu sinh giỏi thì chúng ta cần biết thêm hai cái đối tượng dữ liệu nữa mà là khải biến nữa, là kiểu dữ liệu là tập hợp set và kiểu dữ liệu là từ điển big. Đây thì ba cái đây là ba kiểu dữ liệu là khải biến. Khải biến thì cái list là nó tương đương với là mảng, tương đương với là mảng ở trong Pascal. Set thì nó tương đương tập hợp ở trong Pascal, còn dict này thì tôi không nhớ lắm, trong dict thì ở trong từ điển ở trong Pascal nó có không, nhưng tôi không quên mất rồi, cái gì không Thích có, thì không ạ, không có không có, ở trong nhưng mà nó Pascal cũng không cũng có đúng không, trong C trong Kafka nó giống như kiểu bản ghi ấy thì ạ. không. Cái này là dict là nó Dictionary, thuộc cái dòng dữ liệu mapping, chứ vâng, nó không phải là bản ghi.
Em thấy nó cũng quản lý Thế nhưng mà giống giống mạnh hơn. nhưng mà cái set và đích này là nó rất hay. Tôi có lẽ lúc nào đó có điều kiện thì tôi sẽ nói sau về cái này, khi nào có điều kiện nhé, nào có điều kiện thì tôi sẽ mở một lớp, mà nó mở một lớp về 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 cân nâng cao. Nhưng mà tôi nói luôn này, vì sao nó lại hay, vì sao là giáo viên dạy học tin dạy học sinh giỏi là cần nhé, vì cái set và đích là hai cái kiểu dữ liệu mà nó sử dụng công nghệ băm, kỹ thuật băm, cho nên nó có tốc độ nhanh hơn hẳn so với list, nhanh hơn. Cho nên khi mà làm cùng bài toán, nếu chúng ta mà sử dụng list thì tốc độ nó chậm, mà sử dụng set và đích thì nó rất là nhanh. Cho nên là khi mà học sinh làm mà thi sinh giỏi thì khuyên là nên tăng cường sử dụng cái set và đích, tốc độ nhanh hơn rất 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 nhiều lần, và nó sẽ đạt được điểm cao. Nhưng mà nghĩ hay là nếu chúng ta mà hiểu sâu hơn nữa nhé, cái này học sâu hơn nữa chứ lớp 1, 12 không có đâu. Lớp 11, lớp 12 của chúng ta không học đến cái này. Nhưng mà tôi nói sâu hơn là vì chính vì nó sử dụng công nghệ băm cho nên là có cái độ phức tạp thời gian là nhanh, rất nhanh. Rất là nhanh so với list. List là cấu trúc dữ liệu mảng bình thường, cấu trúc dữ liệu tuyến tính bình thường. Còn set và đích là hai cái nó sử dụng công nghệ rất là mới, và nó có cái tốc độ thời gian, tốc độ chạy của nó rất là nhanh. Đấy, nó thêm như vậy thôi. À, để thấy rằng đây là bức tranh tổng thể của cái mô hình dữ liệu bất biến và khả biến ở trong trong Python. Trong Python các bạn đọc sách tiếng Anh thì nó là cái từ bất biến, nó là immutable. Cái từ mutable là cái từ làm nó là tiếng Anh nó là gì, nó là cái gì nhỉ, gọi là gì nhỉ, quên quên từ tiếng Việt. Còn cái từ khả biến nó là mutable. Trong sinh học hay dùng lắm. À, được chưa? À, thì đây là những cái này nó vượt vượt quá như của chương trình của chúng ta. Như vậy là nếu mà chúng ta sử dụng cái lệnh dán ấy, lệnh vị là b bằng a đấy, thì đối với dữ liệu bất biến thì ok, thì nó đồng nghĩa, nó mặc dù nó vẫn là hai đối tượng chỉ vào hai 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 cái tên chỉ vào cùng một đối tượng. Cái bản thân cái b bằng a trong bản thân nó chính là gì, nó chính là a đấy nhé. A tôi đã trỏ một cái đối tượng rồi thì lệnh b bằng a thì b nó cũng trỏ vào. Nhưng nếu mà là bất biến thì đối tượng này nó không thay đổi được nữa, cho nên là lệnh này nó chính là cái lệnh là sao lưu, vì sau này a có thay đổi nữa thì a nó sẽ chỉ sang một 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 đối tượng khác khi a thay đổi thì dữ liệu a nó chỉ sang đối tượng khác, vì đối tượng này là đối tượng này này đối tượng này là đối tượng được tạo ra một lần và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, là mà làm bất biến. Cho nên là đối với là kiểu dữ liệu là bất biến thì lệnh b bằng a trong Python nó cũng tương đương với là cái lệnh sao lưu dữ liệu để cất đi. Còn với dữ liệu còn đối với dữ liệu khả biến thì hoàn toàn không đúng. Thì với dữ liệu khả biến chúng ta làm như sau. Với dữ liệu khả biến thì chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng lệnh là a copy. Thì đây là cái lệnh nó sẽ tạo ra bằng bản sao của b, bản sao của a, bản sao a mà gắn với b. Và B là con làm đối tượng khác với A. Đây, B sẽ là khác với A. B là khác với A. Còn nhé, nhưng mà B là bằng A. Thì hôm nay chúng ta có thay đổi A đi nữa thì B nó không thay đổi. Thì cái lệnh này là cái lệnh là cái lệnh là sao lưu một cái bản 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 cái một cái một cái một cái một cái, một cái list, một cái mảng A. Nhé. Được chưa? Ở đây tôi nói thêm, tôi nói thêm một chút nhé. Mặc dù là cái lệnh là b bằng a copy là một cái lệnh sao, bản sao thực sự, nhưng mà cái lệnh này nó chỉ sao, nó chỉ đúng, nó chỉ thực sự là bản sao khi a là một cái dãy số, là một dãy số hay là làm cái mảng một chiều. Như vậy tôi thêm một câu, cái này thì quá khó nhưng tôi không nói cho các bạn, mà tôi cũng nên nói là cái lệnh là b bằng a copy sẽ là cái lệnh sao lưu cái mảng A, nếu A là cái mảng một chiều, mà mảng một chiều là cái mảng gồm có đối tượng của nó là các số, các cái số hoặc là cái sâu hoặc là số thực, mảng một chiều. Còn nếu nếu A là mảng hai chiều, cái này chúng ta chưa học nhé, hai chiều
lớp 12 mới lớp 11 mới học. Khi nếu a là bằng 2 chiều thì cái lệnh b bằng a có b lại là sai, lại không phải là lệnh giao lưu nữa. Thì nếu a là bằng 2 chiều thì b bằng a chấm cos pi không không còn ý nghĩa, không còn ý nghĩa giao lưu nữa. Cái này sang năm chúng ta mới học nhé, giao lưu nữa. Đấy, để nó thêm một là thêm. Ai muốn ai muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta tìm hiểu sâu hơn nhé. Lớp 10 chúng ta chỉ học mảng một chiều. Lớp 11 thì có học một thì có học cô chỉ có một tiết liên quan đến mảng hai chiều thì không không học không sâu. Nhưng mà khi mà đi thi học sinh giỏi thì chắc chắn là phải có dùng mảng hai chiều rồi. Thi học sinh giỏi, đã thi học sinh giỏi tức là đã thi về đã thi liên quan đến đã thi học sinh giỏi mà liên quan đến thuật toán thì đương nhiên là phải làm việc với mảng hai chiều. Thì với mảng hai chiều thì chúng ta phải dùng lệnh khác, không phải lệnh b bằng a chấm copy nữa nhé. Lệnh a b bằng a chấm copy chỉ áp dụng cho mảng một chiều. Rồi, như vậy tôi vừa từ đấy chúng ta có ít thời gian quá, bây giờ tôi sẽ nói sang phần thứ hai. Là tôi sẽ nói sang phần tiếp theo là cái phần liên quan đến và đến cái sâu hơn về cách mà Python nó quản lý biến ra làm sao nhé. Thì vừa nãy là tôi mô tả cái bản chất của cái cách quản lý biến của Python, nó là con trỏ, nó lại là con trỏ nhé. Nó con trỏ theo nghĩa là như tôi nói thôi, con trỏ nó là, bây giờ tôi sẽ mô tả hơn cái, bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn cái ý nghĩa cái con trỏ là cái gì đây, thì chúng ta sẽ hiểu hơn nhé. Và chọn đây là cái con trỏ này là cùng từ con trỏ nó dễ hiểu thôi, nhưng mà nó khác với con trỏ của Pascal và C nhiều nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, bên là phần thứ hai của hôm nay nhé. Phần một là quản lý biến ở trong trong Python. Phần thứ hai là vai trò của namespace nhé, khái niệm namespace hay là vai trò. Namespace trong Python thì namespace là cái gì? Namespace chính là cái làm khái niệm dùng để quản lý biến ở trong Python nhé. Rồi, thì namespace nó là cái gì? Nó là như sau nhé. Nôm na là gì? Namespace là một cái cách mà Python nó quản lý tất cả các cái tên như tên biến chẳng hạn, tên hàm chẳng hạn, và nó cho một tên biến và một cái đối tượng. Vậy thì namespace là cái gì? Đây tôi mô tả cho các bạn namespace là cái gì nhé. Namespace nó là cái này. Đây, bây giờ ta hình dung là cái namespace nó là cái này. Đây, tôi vẽ đây để vẽ hình thức này cho ta hình dung cho các bạn. Đây là một cái namespace nó là cái gì nhé? Namespace nhé. Namespace nó sẽ là như sau, chúng ta hình dung là nó sẽ ở bên trong namespace này nó sẽ lưu hai cái bên này là name, bên này là các object, các đối tượng ở trong bộ nhớ nhé. Name, khi chúng ta viết là x thì bằng 10 đấy, thì máy tạo ra một đối tượng là 10 trong 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 bộ nhớ, đối tượng là một mục tiêu object, và nó tạo ra cái biến là x gì làm cái tên ở trong cái name. Cái name này là như là một cái âm nên như là một cái âm như là một cái bảng, chúng ta hình dung một cái bảng mô tả tất cả cái name. Chúng ta có thể hình dung mà các bạn hình dung là namespace là một cái bảng có hai cột, cột một là name, cột thứ hai là object, nên là như vậy nhé. Và nó sẽ trỏ sang. Đấy, nó trỏ sang nhé. Không à, nó không phải là cái bảng. Nhưng mà nó chúng ta nói cái bảng thì nó gồm có nhiều hàng, mỗi hàng là một cái bảng như không phải cái đây nó gọi đây nó chả phải là cái bảng, đây nó chỉ là cái namespace này nếu mà hiểu chính xác ra thì nó chính là một cái từ điển là hợp lý nhất. Nhưng mà thôi được, tôi sẽ mô tả xong cái từ điển này. Nhưng mà nó là một cái dãy các cái tên mà trỏ vào đối tượng. Rồi bây giờ tôi sẽ viết tiếp nhé. Tôi viết là a bằng 1 2 3 thì nó sẽ tạo ra một đối tượng là 1 2, giá trị 1 2 3, và tạo ra một cái tên biến là a, và a là trỏ vào đây.
Được chưa? Đó. Được chưa? Bây giờ tôi lại viết tiếp cái lệnh tiếp theo, lệnh là y bằng x. Được chưa? Như vậy nó sẽ tạo ra một cái biến y, chỉ có tạo ra một cái biến y mới, và y nó sẽ trỏ vào cái đối tượng cùng x trỏ vào 10 này. Được chưa? Chúng ta cứ làm thử cho ta sẽ thấy nhé, y trỏ vào 10 nhé. Bây giờ tôi làm tiếp tục này. Bây giờ tôi làm tiếp tục, tôi làm x bằng x cộng 20. Đó. Thì lập tức là máy tạo ra một cái biến một cái một đối tượng mới là 30, và x gì này nó xóa đi, x gì này nó trỏ sang bên này, x gì này nó trỏ sang bên này, y vẫn trỏ vào 10, x thì trỏ sang sang 30. Đó. Như vậy là cái namespace nó là như vậy, nó là cái nó là một dãy các cái tên và trỏ vào một cái trỏ vào một cái đối tượng. Được chưa? Như vậy cái namespace là nó được tạo ra để mà nó quản lý tất cả các tên này, các cái tên, và chỉ ra cái mỗi cái tên này là trỏ vào cái đối tượng nào. Mỗi tên là phải trỏ vào, mỗi tên chỉ trỏ vào một đối tượng thôi, có thể là hai tên cùng trỏ vào một cái đối tượng nhé. Và trong cái bảng name này là các cái name này là không được phép là hai cái name là trùng nhau. Trong một cái namespace thì không được phép là có hai tên trùng nhau. Như vậy tôi lại viết tiếp, tôi lại viết là a bằng 3 4 5, thì lập tức là máy tạo ra một đối tượng mới là 3 4 5, và con trỏ a nó chuyển về đây, chuyển trả về đây, a này sẽ xóa đi. Được chưa? Đấy, nó cứ như vậy, và cái namespace nó luôn thay đổi tùy thuộc vào các lệnh chúng ta làm việc. Đó. Như vậy cái namespace nó là như vậy, namespace nó làm cái cơ chế để quản lý tên. Chứ nó gọi là name, cái từ namespace là không gian name, nó dịch ra tiếng Việt là không gian name, không là không gian name, nhưng thực chất là nó quản lý cả hai, cả name cả object, các cái đối tượng ở trong Python nữa. Đấy, và ở trong name, ở trong namespace thì nó không được phép có hai đối tượng là không được phép có hai tên là trùng nhau, các tên là phải khác nhau. Được chưa? Rồi, thế bây giờ sau khi mà hiểu cái này rồi nhé, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào này. Vậy bây giờ chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái từ namespace là không gian name, là cách mà nó quản lý các cái tên. Mỗi tên là nó trỏ ứng với một cái đối tượng. Như vậy là name là nó sẽ quản lý, là một bên là name, một bên là object, và nó, các tên được tạo ra trong cái name này. Và khi mà đã có cái namespace rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái lệnh then. Then is. Đấy. Hay là đen cái tên biến, đúng không? Đen một cái tên biến, hay là đúng ra chính xác nhất lệnh đen phải mô tả đen là một cái name. Như vậy lệnh đen là gì? Lệnh đen chia lệnh là xóa một tên trong namespace. Đấy, như vậy lệnh biệt cho ta hiểu chính xác lệnh đen nhé. Lệnh đen là lệnh, mà cái điều này là không nói ở trong sách giáo khoa, mà chúng ta không cần dạy cho học sinh không cần biết là bản chất lệnh đen là cái gì. Lệnh đen là cái lệnh là xóa một cái tên ở trong namespace mà quản lý cái tên đó. Được chưa? Mọi người thấy không nào? Lệnh đen cái lệnh là xóa một tên nhé. Đây nhé. Xóa một cái tên. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ bắt đầu mô tả các bạn là trong Python thì về mặt tổng thể thì có bao nhiêu loại namespace, namespace được chia loại như thế nào, phân loại. Bây giờ tôi sẽ mô tả sang tiếp theo là cái rất quan trọng luôn là phân loại namespace. Và bây giờ các bạn sẽ hiểu được, tôi gọi nhớ lúc nãy mà tôi ngay từ đầu ở phần đầu của chương trình, đầu buổi tôi có nói về cái chuyện là chúng ta gán một cái tên là print bằng x gì. Khi tôi gán là print bằng x gì, chúng ta nhớ lại chưa, số lượng print bằng 1 chẳng hạn, chúng ta nhớ lại cái lúc nãy nhé, là chúng ta đã gán cái print bằng 10 chẳng hạn, cái đó cái print này nó không, nó mất tính năng là một hàm in đi, và nó báo lỗi, đúng không nào? Và bây giờ khi mà tôi đen cái pin này đi thì khi đó cái pin nó lại trở lại làm cái hàm,
Thì chỗ này là chỗ bây giờ tôi giải thích được nhé. Bây giờ tôi giải thích chỗ này cho giải thích thông qua cái gọi là cái phân loại namespace. Cái phần này là phần vô cùng quan trọng, các bạn chú ý tôi nói thật chậm cho bạn nghe nhé. Có lẽ đây là một trong những chỗ mà theo tôi là quan trọng nhất của Python luôn, cùng với cái khái niệm mà cùng với cái khái niệm và cách quản lý biến, nhưng mà tôi vừa nói ở trong Python. Trong Python nó phân loại tên biến là một con trỏ chỉ vào một đối tượng. Cách quản lý biến ở trong Python là như vậy, và chúng ta phân biệt khái niệm là đối tượng là khác, còn giá trị đối tượng là khác. Như vậy là value là khác mà đối tượng là khác. Rồi bây giờ như sau nhé. Bây giờ như vậy là mỗi một cái biến là phải nằm trong một cái namespace nào đó. Trước khi tôi phân loại nó thêm một ý nhé, tức là mỗi một cái biến hay là tên biến nhé, tên biến sẽ được quản lý trong một cái name space duy nhất nhé. Khi chúng ta tạo ra một cái tên gắn x bằng 10 chẳng hạn, x đó là bắt buộc nằm trong một cái name space nào đó mà chỉ nằm trong đó thôi, và duy nhất ở trong cái đó, nó không một cái tên biến không nằm ở trong nhiều, không nằm cùng lúc ở trong nhiều cái name space, chỉ nằm trong một cái name space thôi nhé. Và cái name space đó là cái tên nó quản lý cái tên đó, tên biến đó. Trong một cái name space đó nó có nhiều tên, trong cái name space đó thì không cho phép hai tên là trùng nhau, và mỗi tên như vậy là nó trỏ vào một cái đối tượng cụ thể trong bộ nhớ nhé. Một cái đối tượng là nằm trong ổ nhớ mà, nằm trong ổ nhớ nào đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ phân loại namespace xem là Python nó bố trí, nó quản lý namespace như thế nào. Bây giờ tôi mô tả cho các bạn xem, tôi vẽ một cái sơ đồ thôi. Sơ đồ này là thật không thật chính xác, nhưng mà nó chỉ có mang tính là hình thức thôi. Thì nôm na là như này nhé, nôm na là namespace ở trong Python tôi có thể mô tả là nó được thiết kế là phân loại theo 4 mức như sau. Nên tôi cứ hình dung, tôi vẽ ra chỉ mang tính hình thức thôi nhé, không phải là thực tế, không phải là mô tả để chúng ta hình dung được cái em. Vẽ như này nhé, vẽ ra để chúng ta hình dung cho dễ hơn thôi. Chứ nó không phải là tiếng namespace, nó không phải là một cái hình vuông như thế đâu nhé, hình chữ nhật đâu nhé. Như sau này thì cái vùng rộng nhất, cái vùng mà bao hàm ngoài cùng thì tôi gọi nó là bin in namespace, bin sao nhỉ, lỗi nào nhỉ, à tôi nhận, tôi đang nhầm phải nhỉ, nhân ra thì cái này nhé. bin in namespace. Tức là đây là cái không gian tên có sẵn của hệ thống, không gian tên có sẵn. Các bạn ghi tiếng Việt đi, tôi không ghi tiếng Việt trên màn hình nhé. Bin in namespace là cái không gian tên mà được thiết lập sẵn trong Python. Thì chúng ta bật chạy Python là nó có sẵn cái vùng name này. Namespace tôi sẽ dùng cái từ là vùng name hay là không gian name, hoặc tôi dùng cái từ là namespace cũng được, những cái từ tiếng Việt tôi không chính xác, vì khái niệm này là không hề có trong sách giáo khoa, mà không hề có trong chương trình, nó là nằm ngoài hoàn toàn chương trình. Cho nên là tôi không chú ý lắm đến cái tên của nó nhé. Thì đại khái là dùng từ namespace hay là dùng từ là không gian tên hay là vùng tên nhé, đều là hay là một cái từ điển tên được nhé. Như vậy bin in namespace là cái không gian name to nhất, bao trùm toàn bộ, khi chúng ta bật lên cái là nó có sẵn rồi. Thì ở bên trong khi mà chúng ta bắt đầu với chương trình thì cái phần mà nó ở nằm bên ngoài tất cả các hàm thì phần đó nó gọi là global namespace nhé. Cái thứ này ta vẽ như này thôi, nhưng mà không có nghĩa là cái global namespace nằm trong bin in namespace. Ở trong Python thì tất cả các namespace đều độc lập với nhau. Bằng ngay tôi viết là tôi phải viết ra là nằm bên cạnh nhau, nhưng mà thôi, viết thế này là dễ hiểu hơn nhé.
Như vậy là cái global namespace là cái namespace nói lại nhỉ, cái built-in namespace là cái namespace dùng để quản lý các cái tên mặc định có sẵn của Python, chính là những cái hàm mặc định ấy. Như vậy là cái built-in namespace chính là cái nơi mà nó quản lý các tên như là clean chẳng hạn, hay là cái là trong trong namespace nó quản lý các cái tên như việc như là lại cái từ print chẳng hạn, là cái tên ở trong cái built-in namespace, hay là cái tên là những cái hàm mà chúng ta đã biết, những cái hàm như hàm len này, hàm max này, hàm min này, hàm sum này. Đấy, đây là những cái em cái tên mà chúng ta mà có sẵn ở trong Python, khi chúng ta bật máy tính lên là nó sẵn chúng ta dùng được luôn. Trên khi các bạn bật lên, các bạn khi chúng ta bật lên một cái là lập tức là máy hiểu đã có nguồn gán, là làm cái hàm này này là cái tên nằm ở trong cái gọi là cái built-in namespace. Nhắc lại là mỗi một cái tên phải được quản lý bởi một cái namespace nhé. Rồi tiếp theo là global namespace là tất cả những cái tên mà chúng ta tạo ra bên ngoài tất cả các hàm, để khi tôi viết là x gì bằng 10 thì bằng 10 nhé. X gì là một cái tên nằm trong global namespace nhé. Những cái tên mà nằm trong global namespace thì người ta gọi chúng là biến tổng thể. Bạn thấy như mà trước tôi nói rồi là biến ở trong Python có cái gọi là biến tổng thể. Thì cái global namespace chính là cái biến tổng thể. Khi chúng ta gán đây về chúng ta đây là các cái tên tên là hay là biến tổng thể. Được, khai báo bên ngoài các hàm. Như vậy tất cả các biến mà chúng ta viết ra, khai báo ra bên ngoài các hàm chương trình con ấy, thì các biến đó là được quản lý bởi global namespace. Chúng ta chú ý những cái built-in namespace là khác biệt với global namespace, chứ không phải trong hình vẽ của tôi là tôi chỉ biết thế này thôi, nhưng mà thực chất là hai namespace là khác biệt nhau nhé. Nhưng mà tôi vẽ lồng vào nhau để có ý nghĩa, tôi sẽ giải thích. Chứ đúng ra chúng ta phải vẽ ra là ở hai bên cơ, cạnh nhau cơ, vì hai cái nó khác biệt nhau. Cái built-in namespace nó quản lý các tên khác và nó không hề chung một tí nào với cái global namespace. Được rồi, thế bây giờ tiếp theo là gì? Tiếp theo là ở trong hàm thì các biến trong hàm thì nó gọi là biến địa phương. Đây thì biến địa phương nó sẽ nằm trong cái namespace, nó gọi là local namespace. Được chưa? Nhưng mà này chú ý nhé, ở trong mỗi hàm có một global namespace, nhưng mà trong Python bạn biết là hàm nó lại chứa hàm. Hàm có để bên trong hàm có khai báo một cái hàm nữa. Như vậy nó sẽ chứa các cái hàm bên trong. Đây hàm này chứa cái hàm. Được chưa? Đấy, thì cái hàm trong cùng ấy, thì hàm trong cùng là các cái biến trong một cái hàm sẽ được quản lý bởi một cái namespace riêng của mình, và cái namespace ở trong cùng thì người ta gọi nó là local namespace. Local namespace. Như vậy là trong Python là mỗi một cái hàm số là có một cái namespace riêng của mình. Chúng ta chú ý nhé. Và nếu mà có nhiều thì tất cả các cái namespace mà của các cái hàm đều gọi là local namespace nhé. Tuy nhiên vì là các hàm được phép là chứa lồng nhau cho nên là ví dụ như đây là tôi lấy ví dụ đây tôi khai báo đây là cái hàm trong cùng nhé, hàm f đây nhé. Đấy thì là x là y này, y bằng 2 chẳng hạn, thì cái y bằng 2 này, y này chính là cái em là của cái em là cái tên biến được quản lý bởi cái namespace này. Tuy nhiên ở đây có cái hàm nữa lồng nhau, ví dụ ở đây là def một cái hàm thành đây là f nhé, để trong f lại có cái định nghĩa là def g, trong g đây là h, đây là h nhé. Như vậy là trong f có chứa hàm g, trong g có chứa hàm h nhé. Thì trong f là nó có một cái local namespace của riêng của f, g nó có một cái local namespace riêng của g. Tuy nhiên là đối với h là trong cùng thì cái namespace của f và g thì người ta gọi chung cái này, người ta gọi chung một từ là non local namespace.
Non-local instrument. Tôi kiểm tra một chút cái từ non-local là một từ khóa đấy. Để tôi kiểm tra một chút từ non-local. À, đây cái non-local là từ này nhé, là non-local là từ này. Đó, non-local nhé, là một từ khóa. Đấy, như vậy này nhé. Bây giờ tôi quay lại cái này, sửa lại cái này. Được rồi. À, bây giờ, nhưng mà để các bạn thấy, bây giờ tôi sẽ vẽ sang bằng cái khác. Như vậy là cái namespace ở trong Python nó chia làm nó sẽ chia làm bốn mức. Nó chia làm bốn mức, bốn mức, bốn mức. Bốn mức namespace của Python. Ở mức thứ nhất gọi là mức 0 đi, là bin in namespace là cái namespace, nó chỉ có một cái namespace như vậy thôi, là quản lý tất cả các cái tên, mà nó chính là các cái hàm mặc định có sẵn của Python thì chúng ta bật lên nhé. Cái đây là một là global namespace là cái namespace quản lý các cái tên mà chúng ta tạo ra các tên biến ở bên ngoài các hàm trong chương trình chúng ta tạo ra. Thì đây cái namespace chính là cái từ gọi nôm na, đây chính là các cái biến tổng thể đấy, biến tổng thể. Và những cái hàm đó, cái hàm chúng ta tạo ra thì bản thân tên hàm của nó là nằm ở trong cái global namespace này. Rồi tiếp theo là mức thứ ba là chúng mức thứ ba và mức thứ hai và mức thứ ba thì cái mức ở trong cùng ấy thì người ta gọi nó là local namespace. Thực ra là mỗi một cái hàm của Python là có một namespace tương ứng, có một cái local namespace tương ứng nhé, có một local namespace tương ứng, được chưa? Đấy. Nhưng mà các hàm có thể quay đồng nhau, thì những cái local namespace của cái hàm mà là nếu mà so với cái hàm trong cùng thì người ta gọi chung những cái này, phần này người ta gọi chung là non-local namespace. Đấy. Được chưa? Như vậy là Python là nó quản lý nó có bốn mức quản lý namespace, và các namespace này là độc lập hoàn toàn với nhau, không liên quan gì đến nhau cả, độc lập hoàn toàn với nhau. Và ở trong một namespace thì không được phép trùng tên nhau, nhưng mà khác namespace thì được phép là trùng tên nhau thoải mái. Đấy, vì nó quản lý độc lập với nhau mà. Đây nhá, tôi lấy ví dụ nhé. Đây khi tôi, bản thân cái print ở đây, khi tôi viết này thì máy hiểu, khi tôi viết ra này thì nó hiểu là làm cái tên của cái bin in namespace. Nhưng mà khi tôi viết là print bằng một, khi đó cái pin bằng một đó lại làm cái biến, là một cái biến của cái global namespace. Đấy, và như vậy các bạn thấy nhé, như vậy là pin đồng thời là tên nằm trong cái bin in namespace, đồng thời là tên của nằm trong cái global namespace. Nhưng mà khi mà nó tạo ra global namespace, chúng ta nhìn thấy cái pin của chúng ta chỉ thấy cái pin của global namespace thôi, chúng ta nó sẽ che đi, chúng ta không nhìn thấy trên này nữa, không nhìn cái tên pin trên này, thì nhìn thấy ở dưới này thôi. Như vậy là tới giờ phút này thì cả cái bin in và cả cái global namespace đều chứa cái tên giống nhau là pin. Để cho các bạn xem có một cái lệnh, những lệnh này là lệnh là global, lệnh này sẽ xem được tên của tất cả các tên nằm trong global namespace. Đây là cái lệnh để xem được tên của tất cả các global namespace này, a b lại pin. Như vậy là pin là nhìn vào đây các bạn sẽ thấy rằng đây là cấu trúc mà trong máy tính nó lưu một cái namespace. Như vậy là cũng có cái tên biến này và hai chấm giá trị của biến, tên biến này, hai chấm giá trị của biến này. Pin là tên biến, hai chấm giá trị của biến, thấy con nào, giá trị của biến này là một này nhé, biến này chúng ta vừa gắn là pin vào một đây đúng không. Như vậy là nó có rất nhiều các biến khác mà chúng ta thấy là chúng ta đã dùng tạo ra cái biến là p đúng không, chúng ta tạo ra cái biến là x gì, rồi là biến a là một cái mảng, biến y ngắn đúng không, biến b
À, trên này chúng ta tải biến D trên này, biến AB này. Tất cả cái biến AB này là biến nằm trong cái gọi là biến tổng thể, nằm trong cái gọi là global namespace. Và cái lệnh này là cái lệnh để hiển thị toàn bộ các cái tên của cái gọi là global namespace. Nha, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là riêng global namespace chúng ta sẽ xem được bằng cái lệnh là global ở bất cứ đâu. Đây tôi làm này để chúng ta... Như vậy chúng ta sẽ lưu được. Như vậy là cái lệnh là global sẽ xem được cái global namespace được chưa? Đấy. Là xem được tất cả các cái tên biến hoặc là hàm tổng thể. Đấy, được chưa? Có khi mà tôi mô tả hàm thì trong đây bây giờ tôi thì mỗi một cái hàm lại là có một cái nó lại là có một cái namespace. Nhưng mà bây giờ tôi chốt lại cái này nhé. Như vậy là đây chốt lại nhé, chốt lại mà chốt lại chú ý, chốt lại chú ý mà chúng ta. Và khi mà chốt lại cái này chúng ta sẽ rà soát ở trong cái chương trình chúng ta như thế này, những điều mà trong từ cái phần từ cái namespace này chúng ta sẽ hiểu được tất cả mọi thứ liên quan đến hàm, liên quan đến cách quản lý biến, và sẽ hiểu được tất cả cách truyền dữ liệu qua qua hàm ở trong Python hết, và cho thấy là nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với Pascal và C. Chứ nếu mà bạn nào mà hiểu sâu sắc được cái cách quản lý qua namespace này, chúng ta hầu như là hiểu được cái lõi của Python. Tuy là chỉ một phần của lõi thôi, nhưng mà làm hiểu được một cái phần rất là cơ bản của cái Python lõi. Nhưng chốt lại là gì? Chốt lại là một là các cái tên ở trong trong Python sẽ được quản lý bởi bởi các không gian tên, các cái namespace. Cái namespace là một ý nhé. Ý thứ hai là cái namespace quản lý như sau. Namespace sẽ quản lý tên như sau. Quản lý tên là cái tên này sẽ trỏ vào một cái đối tượng. Như vậy là cách quản lý biến ở trong Python là quản lý thông qua con trỏ, tức là nhưng mà là một là thực sự tức là con trỏ. Rồi tiếp theo là các cái tên hàm mặc định có sẵn thì quản lý bởi bin in namespace, bin in namespace. Chúng ta có hiểu nôm na đây là cái namespace to nhất ở bên ngoài. Nhưng mà cái namespace này chúng ta không can thiệp được vào, chúng ta không định, chúng ta không xóa được, chúng ta không không can thiệp được, không tạo được biến trong cái bin namespace này. Đó là cái namespace có sẵn của Python mà nó cố định, chúng ta không can thiệp được nhé. Rồi tiếp theo là các cái tên tên và biến tổng thể, tức là các cái tên biến được tạo ra ở bên ngoài các hàm thì được quản lý bởi cái gọi là một cái gọi là global namespace, được chưa? Như vậy là Python nó chỉ có một cái bin namespace ở ngoài cùng, có một cái global namespace cũng ở ngoài chương trình. Nhưng mà cái global namespace này nằm bên lại là nhưng mà nằm mức ở dưới cái namespace, cho nên khi mà chúng ta mà không làm gì, chúng ta gõ chữ print thì máy hiểu ngay a đó là dùng là khi chúng ta gõ chữ print ấy, thì máy hiểu ngay là đây chính là cái print của nằm trong bên kia bin namespace đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ thế này, khi tôi viết là print bằng một thì máy sẽ tạo ra một cái tên trong global namespace đây bằng một, và khi đó thì cái tên print ở trong cái bin namespace bị ẩn đi, chúng ta không nhìn thấy nữa, bởi vì khi chúng ta luôn nằm trong global namespace. Khi mà chúng ta gõ lại lệnh print bằng khi chúng ta tạo ra một cái tên là print rồi ở trong global namespace rồi thì này nó luôn 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 là nó sẽ hiểu ngay là chúng ta đang làm việc trong global namespace,
con lưu điểm là một. Đấy, con lưu điểm là một. Và tới lúc này thì cái tên print ở trong cái building namespace, tức là cái print hiểu như là một cái như là một cái như là một cái hàm như là black in ấy, là mất đi. Thì cái chúng ta luôn là việc trong global namespace. Nhận. Bây giờ muốn dùng lại cái print kia, chúng ta dùng lệnh đen, nó sẽ xóa cái lệnh, xóa cái tên print ở trong global namespace đi. Để chúng ta xem lại nhé, chúng ta xem lại là global global nó không còn cái không, nó sẽ không còn cái tên print nữa đúng không? Và như vậy trong global namespace không có cái tên print nữa. Sau đó khi chúng ta có lệnh print, có tên print thì mới hiểu à bây giờ chúng ta sẽ phải dùng print to hơn là building namespace. Nó là một cái hàm. Như vậy cho nên tôi phải vẽ cái hình này cho dễ nhìn. Đây, hình này nhé. Là cái building namespace nó phải nằm phải to hơn cả cái global namespace. Đó. Ở trong global namespace chúng ta có thể dùng tất cả các hàm ở đây. Chúng ta cái hàm ở trên này, hàm print, hàm len, suy ra là cái các cái tên là ở trong cái building namespace là ở mức độ cao nhất chúng ta không thể xóa được. Chúng ta được dùng nó khi mà không có cái tên nào ở trong các cái namespace này nữa. Còn trong global namespace, trong non local namespace chúng ta đều được quyền lập ra các cái biến có tên như là print, tên là len, tên là max, tên là min, tên là sum. Cho nên như ở đây các bạn chú ý là khi mà học sinh cho học sinh làm bài đấy, cho học sinh mà làm tập học sinh là tránh không nên dùng, học sinh nên biết và tránh không nên đặt tên trùng với tên của những cái hàm mặc định, thì là len hay là max, min, sum vân vân đấy, là chúng ta tránh như vậy, sẽ tránh ra. Vì khi chúng ta mà tạo một cái biến là sum chẳng hạn thì cái hàm sum nó không có ý nghĩa nữa, vì chúng ta không nhìn thấy cái hàm sum, vì sum là một cái tên. Thế và khi chúng ta tạo một cái biến là sum ở trong global namespace chẳng hạn thì trong global namespace nó sẽ không nhìn thấy cái sum của cái building namespace nữa, cho nên là khi dùng tên chúng ta tránh đi. Bây giờ nhé, bây giờ đây bình thường nhé, chúng ta dùng hàm sum, chúng ta biết là sum của 1, 2, 3 là mấy điểm này, sum của cái mảng A, sum của mảng A đấy nhé, sum của mảng A, sum là của một cái dãy nhé, của một cái mảng A. Sum, nhưng khi tôi biết là sum bằng khi tôi biết là sum bằng 10 thì lúc bây giờ sum nó sẽ là một cái giá trị rồi, thì cái sum này là một cái tiến biến nằm trong global namespace. Khi đó cho nên là cái sum này là cái sum của cái building namespace, nó sẽ bị mờ đi và chúng ta không nhìn thấy nữa. Cho khi chúng ta biết thì là báo lỗi ngay. Bây giờ muốn dùng lại hàm sum của cái building namespace, tức là của cái hàm mặc định của máy tính, chúng ta cần dùng lệnh là đem sum sẽ xóa cái biến trong cái global namespace đi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng lại được cái này. Bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy chúng ta chú ý là và chúng ta chú ý là cái lệnh là global global là chính là cái lệnh để liệt kê ra tất cả các tên nằm trong gọi là global namespace. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo là đây nhé, tôi đang nói dở nhé, đây chúng ta chốt lại nhé. Các tên hàm mặc định được quản lý bởi building namespace. Các tên biến tổng thể, tức là các tên biến chúng ta tạo ra, các hàm chúng ta tạo ra ở bên ngoài trong chương trình Python và bên ngoài các hàm thì đều là được quản lý bởi các gọi là global namespace. Và chúng ta có thể tra cứu chúng ta có thể xem được cái global namespace bất kỳ lúc nào bằng cái lệnh là global này, lệnh này nhé. Rồi bây giờ tiếp theo như sau này, các cái biến địa phương tức là các cái biến mà nằm bên trong, được khai báo bên trong cái hàm nhé, thì cái biến này sẽ được quản lý bởi cái gọi là local namespace. Chúng ta chú ý nhé, rất quan trọng luôn. Và namespace, và mỗi một cái hàm của Python là ứng với là một cái local namespace, nhưng mà rất nhiều local namespace nhé. Rất nhiều local namespace. Mặc dù là cái hàm nó phải lồng nhau, ví dụ cái hàm hàm f, ví dụ cái hàm f, ví dụ nhé,
Ví dụ như này, tôi khai báo một cái hàm f, f trong f này có x thì bằng 1 thì đó. Trong f này lại có tôi khai báo một cái hàm g. Trong g thì là trong g thì nó có cái em biến là y chẳng hạn, y bằng 2. Xong trong g lại có một cái em đi kiếm cái hàm nữa là def h. Đếm h đúng không? Hai chấm trong h thì lại có cái biến là z bằng 10. Ví dụ như vậy nhé. Đó. Mình lấy ví dụ như vậy. Thì cái hàm f này này nó tương đương với một cái local namespace. Namespace của f. Namespace. Cái g này là tương đương với một cái local namespace của g, local namespace. Và cái h này cũng tương đương một cái local namespace nữa. Như vậy các namespace nó có thể lồng nhau rất là nhiều lần nhé. Được chưa? Như vậy là trường hợp này này, cái hàm f này nó có ba, nó g nằm trong f và h nằm trong g. Thì nó có ba lớp local namespace lồng lên nhau nhé. Thì đối với nó mà nhìn bên ngoài vào thì tất cả ba cái này đều là local namespace hết. Nhưng đối với h ấy, đối với h thì đối với tôi, đối với thằng này này, đối với thằng này nhé, thì hai thằng trên này nó sẽ là non local namespace. Thì cái namespace của g và của f là vì nó g và f là nó nằm bao trùm với h, cho nên local namespace của f của g được gọi là non local namespace đối với h. Được chưa? Đối với g thì cái local namespace của f sẽ được gọi là non local namespace của g. Là chú ý là như vậy, có khái niệm là năm lúc còn namespace là khái niệm tương đối nhé, tương đối. Nhưng mà tất cả các cái biến địa phương đều nằm trong cái lúc còn namespace nhé. Được chưa? Thế bây giờ tôi mà định tiếp theo một định nghĩa nữa, định nghĩa cái khái niệm là cái khái niệm năm lúc còn namespace, khái niệm nhé. Năm lúc còn là cái gì? Năm lúc còn namespace. Cái này nó đưa ra cái này chẳng qua là chỉ phân biệt giữa cái khái niệm là global namespace và non local namespace. Tức là như sau này, với một hàm cho trước, hàm cho trước này. Tức là f đi nhé, thì nó có ứng đó là một cái là local namespace, một cái local namespace. Được chưa? Khi chúng ta quan sát thì với một cái hàm cho trước thì nó có một cái local namespace, và chúng ta sẽ định nghĩa cái khái niệm là những cái namespace mà bao hàm, các cái namespace mà bao hàm, namespace mà bao hàm hay là chứa, bao hàm hay là chứa cái hàm này, chứa cái hàm này. Thì trong cái namespace mà chứa cái hàm này chúng ta sẽ chia làm ba loại. Loại ở ngoài cùng to nhất thì nó là bin in, chúng ta biết rồi, nó là bin in namespace nhé. Loại thứ hai là không gian, là chính là không gian global. Global nó là không gian, là không gian global namespace, namespace. Ngoài ra tất cả những cái local namespace của những cái hàm mà chứa cái hàm hiện thời thì người ta gọi chung nó là non local namespace. Non nhé, non local namespace nó là những cái local namespace của các cái hàm mà chứa hàm hiện thời, chứa hàm hiện thời. Đó, thế nhưng mà chúng ta tôi vừa chốt cho các bạn cái mấy ý như sau nhé. Định nghĩa này, định nghĩa thế nào là đây, chốt lại này, các tên ở trong Python được quản lý bởi các namespace, và mỗi tên sẽ được quản lý bởi một namespace duy nhất. Mỗi namespace như vậy nó quản lý thông qua là nó trỏ tên vào một đối tượng. Và chúng ta chú ý phân loại như sau: cái namespace lớn nhất chứa các cái tên hàm mặc định
của Python gọi là binning namespace. Là nhớ nhé, tôi đặt tên, tôi tạo mọi sinh viên là các cái không gian tên có sẵn hay không không gian tên là mặc định. Loại thứ hai là không gian tên tổng thể hay là global namespace, là tất cả những tên hàm được tạo ra trong chương trình chính ngoài tất cả các hàm khác thì người ta gọi là global namespace, và chúng ta có thể dùng là global lệnh global để mà in ra, để mà liệt kê ra cái namespace global. Còn địa phương này phức tạp hơn, tất cả những cái hàm, mỗi một hàm trong Python là có một cái local namespace riêng của mình, nó lại riêng biệt hết chứ. Namespace riêng của mình nhé, và mỗi một hàm như vậy có một local namespace riêng của mình nhé. Thì gọi là local namespace, và các cái biến ở trong cái namespace đó được gọi là biến địa phương, chính là biến local. Như vậy là biến ở trong global name thì gọi là biến global, biến tổng thể. Biến ở trong các cái namespace, local namespace thì gọi là biến địa phương. Tuy nhiên nếu mà các cái hàm mà lồng nhau đấy, thì đối với hàm trong cùng thì những cái namespace, local namespace ở bên trên của mình ấy, để phân biệt với global là cái namespace ở trên cùng trừ ra cái mặc định, thì cái global name ở trên cùng thì gọi là global namespace. Còn tất cả các cái namespace ở lưng chừng nằm trong cái hàm mà trên trong chữ hàm bình thường thì ta gọi chung là non local namespace. Do đó cho nên là chốt lại là chúng ta sẽ có cái mô hình tôi vừa nói lúc nãy đó. Về chốt lại là như sau. Chốt lại chúng ta có cái mô hình 4 mức mà tôi vừa nói, vì tôi vẽ lại lần nữa chúng ta hình dung nhé. Ở ngoài cùng là bin in namespace là cái mà chúng ta chỉ nhìn thấy, chúng ta không làm gì được, chúng ta không động vào. Tiếp theo là global là cái của chúng ta đấy, global là cái mà chúng ta sẽ quan sát được và chúng ta tạo ra các biến tổng thể của chúng ta, chính là global namespace này nhé. Tiếp theo là các cái hàm, thì trong hàm chúng ta phân loại hàm ở trong cùng là hàm là local namespace. Còn những cái namespace của những cái hàm trung gian không phải là global mà trung gian trước cái hàm hiện thời thì người ta gọi là non local. Bạn có thấy không nào, như vậy là đây là cái mô hình 4 mức đây, 4 mức nhé. Thì ở bên trong luôn luôn nằm nhìn thấy bên ngoài, ở trong global namespace, trong global namespace này được nhìn thấy cái binning namespace. Ở trong non local và local namespace được nhìn thấy global, nhìn thấy binning. Và nhìn thấy non và nhìn thấy được non local nên là namespace nhé. Nhưng ở bên ngoài thì lại không nhìn vào được, không nhìn vào được bên trong. Cho nên chúng ta nhớ lại là trong cái khái niệm về biến, chúng ta nhớ lại cái khái niệm biến mà tôi nói từ trong cái cuộc tập huấn ấy, là chúng ta quan sát là biến địa phương thì không có tự do ra bên ngoài, nhưng mà lại biến địa phương local namespace này không có ảnh hưởng ra bên ngoài, thì chúng ta hiểu được biến là bên trong. Thứ hai là bên trong biến tổng thể thì không có dụng ở bên trong. Biến global namespace này không có tác dụng ở bên trong các hàm nhé. Vì sao? Bởi vì là tôi nhắc là rồi, là vì các hàm mỗi hàm có namespace riêng. Như vậy là global namespace không thể có tác dụng ở bên trong local namespace được. Hai đó là hai cái namespace khác nhau và mỗi một tên chỉ nằm trong một namespace thôi. Cho nên là một cái biến mà được khai báo ở trong global namespace thì nó chỉ có tác dụng ở trong global namespace thôi. Mỗi một biến ở trong Python chỉ có tác dụng trong cái namespace mà mình nằm trong thôi, không có ảnh hưởng sang các cái namespace khác. Đấy. Đúng không nào? Vì ở trong Python là gì? Là mỗi một cái biến sẽ có vùng tác dụng là nằm trong cái namespace mà mình đang bị quản lý. Nên bên này biến nó sẽ trỏ sang một cái object nhé. Đấy. Và cái biến này nó chỉ có tác dụng ở trong cái vùng name space mà nó quản lý thôi. Cho nên là biến ở bên trong nếu quản name space không thể có tác dụng ra được bên ngoài global hay ra non local, không được. Biến global không thể có tác dụng ở bên trong hàm.
biến điện năng nó còn không dùng ở bên trong hàm, vì tất cả cái này là nó khác nhau. Nhưng mà là biến tổng thể không có tác dụng ở bên trong hàm, biến điện trong hàm không tác dụng ở ra bên ngoài hàm. Đây là có cái là chính là một cái bài trong cuốn sách giáo khoa tin 10 đấy, tin 10 cái đầu chính thức ấy. Và một ý nữa, vì chúng lồng nhau cho nên ở bên trong sẽ nhìn ra bên ngoài, nhưng mà là trong hàm, trong local namespace được nhìn thấy là global namespace, trong global namespace nhìn thấy là binary namespace. Do là do đó sẽ ở các biến các trong một hàm có thể nhìn thấy các cái biến của các biến tổng thể hoặc là biến năng local, và chúng ta có thể là nhìn thấy nó và truy cập nó như là một cái biến, à, như là một cái, như là một cái, một, như là một cái đối tượng, được không nào? Đấy. Rồi thế bây giờ tôi suy ra như là thêm một ý nữa trong cái của sách giáo khoa nhé, là nếu mà muốn một cái biến là global mà được dùng trong một hàm như là một biến thì chúng ta phải khai báo lại với cái tên là với cái từ khóa là global đó. Như vậy chúng ta muốn trong cái local namespace, trong cái hàm mà chúng ta muốn dùng cái biến tổng thể như là một cái biến thật sự thì chúng ta khai báo lại ở bên trong cái hàm này với cái từ khóa là global. Cái đó là cái tôi từng nói trên cuộc buổi tập huấn nhé, là như vậy. Tiếp theo, nếu chúng ta muốn muốn là dùng một cái biến ở non-local namespace, non-local namespace như là một biến ở trong local thì chúng ta sẽ khai báo lại cái biến này với cái tên là non-local. Đấy, như vậy chúng ta có hai từ khóa liên quan đến khai báo biến, là hai từ khóa là global và non-local. Chúng ta có hai từ khóa quan trọng nhé, hai từ khóa dùng để khai báo và sử dụng biến trong hàm. Một là cái từ khóa là global. Khi tôi viết là global exit thì máy hiểu à đây biểu exit là một cái biến, là một cái biến nằm trong global namespace nhưng được sử dụng trong cái hàm hiện thời như là một biến. Và cái từ thứ hai là từ non-local nữa nhé. Từ thứ hai là từ non-local, là một từ khóa, và cái từ khóa là non-local. Vì tôi khai báo là non-local exit thì mới hiểu à exit là một cái biến mà nằm trong cái non-local namespace, nằm trong cái hàm ở phía trên mình, là nhà chứa mình, mà tôi dùng nó, tôi được dùng nó như là một cái, như là một cái biến thực sự. Như vậy là đây là hai cái, đây là hai trường đặc biệt mà theo tôi là nó rất là khó dùng. Thực tế chúng ta có thể dạy học sinh nhưng mà trong sách giáo khoa có các khái niệm lưu cơ bản, nhưng mà cái hai cái này theo tôi là tuyệt đối chúng ta không nên dạy cho học sinh nhiều, không nhắc học sinh thôi, tuyệt đối là không nên dùng vì nó làm cho nó phức tạp vấn đề ra rất là khó. Còn cái mô hình này này, mô hình này theo tôi chúng ta cũng không cần biết, không cần dạy cho học sinh, nhưng mà giáo viên là nên biết. Đây là cái, đây chính là cái cấu trúc lõi của cách quản lý biến trong Python thông qua khái niệm, thông qua khái niệm namespace. Cái này là cực kỳ khó nhé. Bây giờ tôi nói thêm một lệnh nữa nhé. Bây giờ ở trong Python có một lệnh là nó gọi là local. Cái lệnh local này là lệnh cho phép quan sát được các cái namespace của một cái hàm. Cái lệnh nó là lệnh local. Local. Bây giờ tôi làm thử nhé. Đây bây giờ nếu mà chúng ta dùng lệnh local này ở bên ngoài thì nó có ý nghĩa giống như lệnh global. Đây giống như là global dùng lệnh local thì nó của nó ở bên ngoài, đang chạy bên ngoài thì nó giống như là gần như là global. Nhưng mà lệnh local này là cho phép chúng ta xem được toàn bộ namespace của một cái hàm, hay là xem được cái local namespace. Để tôi mô tả thử cho bạn xem nhé. Đây là def này, tôi mô tả một cái hàm f này nhé. Còn f này tôi khai báo biến là xì này bằng 10 nhé, y bằng 20 nhé, và tôi khai báo a bằng cái em bằng cái bằng cái list cũng có là x là 1, y là 2 và 30 nhé. Phải là như này nhé, đi thôi lần một thực tích cộng y thứ hai của nó là y tương là a. Đây đây là một cái hàm, được chưa? Nhưng mà tôi muốn thì trước khi mà tôi in ra, tôi return xy, tôi sẽ in ra, tôi sẽ dùng lại là print, tôi in ra cái local. Đấy. Thì
cái lệnh là cái token này, đây là cái lệnh mà in ra, đây lệnh pin nhé. Đây token này chính là in ra cái namespace của cái hàm f nhé. Hàm f là cái hàm mà khi tôi định nghĩa hàm f thì khi tôi chạy nó sẽ tự bản thân nó sinh ra một cái namespace riêng, quản lý riêng. Thì chính là namespace là các cái biến địa phương của f đấy. Từ trong F có thể nhìn ra được bên ngoài được thoải mái nhé. Để tôi bây giờ nhé, A như vậy, A ở bên ngoài có A đúng không, ở bên ngoài có A, bên ngoài có X và Y. Như vậy ở đây X và Y là các cái em được khai báo lại và nó khác đi ở bên ngoài cái A, ở trong hàm này là trùng tên cái A bên ngoài nhé. A bên ngoài đây là biến tổng thể, còn A đây là A là biến địa phương. Như vậy là trong trong một cái hàm được đặt tên trùng với bên ngoài hàm, trùng với, vì là nó là hai cái biến nằm trong hai, nó được quản lý bởi hai namespace khác nhau. Một cái là quản lý cái A này là quản lý bởi global namespace, còn cái A này là quản lý bởi local namespace. Đây là in ra cái local namespace. Tôi chạy thử xem các bạn xem nhé. Đây không, hàm F này nó sẽ in ra đây này, đây là 30 xd. Đây chính là cái namespace của F này. Nó gồm có 3 biến là biến x chỉ vào 10, thấy không nào? X chỉ vào 10 đây này. Y chỉ vào 20, chính là cái này, và A chỉ vào cái này. Như vậy là cái in ra, như vậy là cái local namespace của F nó gồm có 3 biến. Gồm có 3 cái tên, là tên là x, y và a. Và cái a này là khác với cái a bên ngoài nhé. Đây này. Cái a này là cái tên biến tổng thể. Đấy, như vậy là trong Python là cho phép là local biến địa phương trùng với tên của biến tổng thể. Cái này là khác biệt hoàn toàn với Pascal. Pascal khi ta tạo ra biến tổng thể thì trong một hàm chúng ta không được phép định nghĩa lại nữa. Nguyên tác dụng của biến tổng thể có tác dụng ở trong tất cả mọi nơi, chúng ta các hàm. Nhưng ở trong Python thì không phải như vậy. Vì sao? Vì Python mỗi một hàm nó có một cái namespace riêng. Biến tổng thể được quản lý bởi global namespace là khác hẳn với các biến địa phương được quản lý bởi local namespace. Do đó cho nên chúng ta được phép ở trong các local namespace là được phép là tạo ra các biến riêng trùng với tên với biến tổng thể. Thì cái này nếu các bạn mà chưa học được cái namespace này thì các bạn rất là khó giải thích vì sao ở trong cái hàm lại được phép tạo ra cái biến trùng với cái biến tổng thể. Thì mình đã hiểu rồi, vì sao là vì mỗi một cái hàm ở trong trong Python được quản lý riêng bởi một cái local namespace riêng của nó. Và nguyên tắc quản lý biến của Python là quản lý theo namespace, mỗi một cái tên phải nằm trong một cái namespace nào đó. Thì ở trong cứ khi nào chúng ta tạo ra một cái hàm thì lập tức là tất cả các biến trong hàm đó được quản lý bởi một cái namespace riêng của hàm đó. Và cái namespace đó không liên quan gì đến cái namespace tổng thể ở bên ngoài cả. Đó, bạn thấy không nào? Tuy nhiên là vì nó có cái chuyện này, vì nó có cái chuyện là như này, cho nên là các bước, cho nên là ở bên trong nhìn ở bên ngoài. Như vậy ở trong global namespace chúng ta, ở trong cái tổng thể chúng ta được phép nhìn thấy được cái binary namespace và dùng nó. Ở trong cái local namespace chúng ta được phép nhìn thấy biến tổng thể và dùng nó thoải mái. Trước tôi nói rồi là như vậy là biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong hàm, nhưng bên trong hàm được phép tha hồ sử dụng biến tổng thể như là một giá trị, như là một đối tượng. Các bạn đã thấy rồi đúng không nào? Như là một đối tượng. Đây tôi sẽ soạn lại các bạn một định nghĩa nhé. Như vậy là biến biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong hàm như một biến, nhưng ở trong hàm được phép nhìn thấy các biến tổng thể như là một đối tượng. Đây nhé, bây giờ tôi lấy ví dụ một cái hàm khác nhé. Như vậy A của chúng ta là một biến tổng thể. Bây giờ tôi định nghĩa một cái hàm H như này. Ở trong hàm H này tôi cho tha hồ tôi tìm từ biến A ra ngoài vô tư nhé. Thì H này in ra cái A. Như vậy là bên trong hàm H được phép nhìn thấy cái biến A. Biến A là biến tổng thể nhé, không phải là biến địa phương. Như vậy là ở trong H thì A không phải là một biến địa phương. Vì A không nằm trong cái namespace địa phương của H. Nhưng mà vì local namespace luôn nhìn thấy được cái global namespace, do đó là trong H nhìn thấy A như là một đối tượng. Được chưa?
Bạn có thấy là chỗ này nó, chỗ này là bắt đầu, chỗ này nó rất là sâu sắc đấy. Tôi nghĩ là cái bạn nào mà lần đầu tiên mà nghe cái này thì sẽ không hiểu gì, sẽ thấy là mù tịt luôn đấy nhé. Nhưng mà ai mà đã làm bắt đầu làm việc nhiều với Python và làm web văn dần thì cái này sẽ hiểu hơn. Và nếu chúng ta muốn bên ngoài, bên trong hàm sử dụng lại cái tên bịa ở bên ở cái tên là tổng thể, chúng ta khai báo lại một cái từ khóa là global. Còn nếu mà bên trong hàm muốn sử dụng lại một cái biến ở bên trong cái hàm trung gian thì chúng ta dùng cái từ khóa là non local. Cái này tôi viết cái hàm non local nhé, cái từ khóa non local nhé. Ví dụ tôi phải báo một cái hàm là hàm là f, hàm f này có cái biến là x thì bằng 10 nhé. Rồi trong hàm này tôi lại khai báo một cái hàm là hàm hàm g. Hàm g này tôi muốn dùng x như một biến thì tôi làm như sau, tôi sẽ từ xa xa tôi sẽ khai chỗ này không được khai là global. Đấy, global là sai nhé, cái này là sai. Khai như này thì máy sẽ hiểu là gì, x là biến tổng thể bên ngoài cơ, nhưng đây x là một biến địa phương của f, tôi phải dùng cái từ khác, từ khóa khác là từ khóa là năng lực. Đấy, x bằng, chúng ta tha hồ x bằng bằng 20 chẳng hạn. Thì chúng ta in x ra. Giả sử ở đây được rồi, x nhé. Bây giờ tôi giả thử nhé, bây giờ tôi chạy này. Tôi sẽ in ra. Nhé. Như vậy là ở trong hàm f là có cái khai báo x bằng 10. Sau đó là khai báo hàm hàm g. Trong hàm g tôi sẽ khai báo lại x và tôi dùng x thật là 20. Ở đây cho tôi dùng lại clean. Clean x. Đấy. Vậy đây chỉ là nó chưa chạy g, chứ x đây nó vẫn là 20, vẫn là 10. Bây giờ tôi dùng cái hàm g, cái hàm g sẽ in ra x sẽ là 20 nhé. Xong. Bây giờ nhắc lại cái hàm chúng ta đây nhé, hàm f thì trong hàm f chứa hàm g này, hàm trong hàm f chứa cái lệnh x bằng 10 thì ở đây là x sẽ là biến nằm trong cái namespace của f. Và khi khai báo g, g là một cái hàm hàm con trong f thì trong g lại khai báo lại cái biến x, nhưng mà khai báo lại là biến là dùng từ non local, thì khi đó thì x sẽ g sẽ hiểu x là một biến là có thể dùng được trong g nữa. Trên biết này là biết này là không này hơi sai, biết thế này thì mới hiểu cái gì lại sai, tôi sửa lại một chút tôi được tôi sửa lại một chút cho nó hay hơn nhé, hay hơn. Cái này mới đúng hơn này, sửa lại đây là x không bằng 20, x bằng x cộng 20. Chỗ này, chỗ cái lệnh này nếu mà chúng ta không có cái lệnh năn local này thì sẽ bị lỗi ngay lập tức. Có cái này thì mới có khai báo này mới được. Chính vậy ở trong cái hàm g này x sẽ là 30. Lệnh print này sẽ in ra x bằng 10. Trong lệnh chạy gx sẽ in ra x bằng 30. Kết quả của hàm này sẽ in ra là 10 và 30. Chạy f này. In ra hai số 10 và 30. Lệnh 10 này là in ra là chỗ này, lệnh print x đây. Còn cái chữ g, từ chữ g này nó sẽ in ra cái lệnh là x đây, chỗ này nó sẽ là 30 nhé. Chạy hàm f in ra hai số này. Đây các bạn có hiểu không? Chỗ này là hơi khó nhá. Cái chỗ này mà chúng ta mà không có cái này nhé, không có cái lệnh này này thì máy báo lỗi ngay, vì vì cái x là cái biến của nằm trong cái namespace của f thì x này không có tác dụng như một biến ở trong cái hàm g, chuyên lệnh này nó sẽ báo lỗi. Tôi sẽ thử lại, tức là mô tả lại xong lỗi nhé, để tôi mô tả lại này. Cái này nhé, bây giờ tôi chạy lại này, tôi làm lại cái hàm này nhé, bây giờ tôi xóa lệnh này đi, xóa lệnh này thì máy báo lỗi ngay nhé. Đấy. Thử máy báo lỗi ngay nhé, thì nó báo lỗi rồi chứ gì. À đây không phải đây nhé, vì lỗi này như thế này, lỗi này do cái này. Đấy, thì nhé. Nghĩa lại này, vừa nãy lỗi là do tôi là thiếu chữ D ở đây nhé, mình đơn chuyển lại có chữ D nhé. Đây tôi chuyển lại chỗ này là có chữ D nhưng mà là đúng này. Đấy. F nhé, này là này sẽ lỗi, bởi vì sao, bởi vì là x là cái biến địa phương của f nằm trong được quản lý bởi namespace của f nhé, thì vào trong g
thì x thì không còn là biến nữa, cho nên khi thế là máy máy sẽ báo lỗi ngay, máy sẽ báo lỗi ngay ở trong g, vì trong 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 g này thì x thì chưa khai báo lại nên bị báo lỗi, lần này sẽ chạy sẽ bị lỗi vì nó thiếu cái lệnh là khai báo lại ở trên này, thiếu cái lệnh là năng lưu gần này, chạy lại này ép này sẽ báo lỗi ngay. Cái này là nó cái phần này mà tôi nói các bạn là nó tương đối sâu nhé, tương đối sâu, nhưng mà tức là như vậy là chúng ta đã biết được thêm được một cái phần thứ hai, đúng không? Hôm nay cái phần thứ hai này phần theo tôi là khá sâu sắc, tức là cái phần liên quan đến cái vai trò của namespace, namespace nhé. Và bây giờ chúng ta biết thêm được khái niệm là cái ngoài cái name, ngoài cái global namespace và local namespace còn có hai khái niệm nữa là khái niệm là non-local namespace và khái niệm là built-in namespace nữa. Cái ở bên ngoài cùng ấy, nó là ở trên cùng ấy mà chúng ta không thể không không thể can thiệp được vào, nó là cứng không thay đổi được, thì nó là cái built-in namespace. Được chưa? Thì built-in namespace chính là cái là nơi mà đặc biệt tôi cho phép chúng ta có thể quan sát được, tuy chúng ta là không can thiệp được vào nhưng chúng ta quan sát được cái built-in namespace bằng lệnh này đây. Lệnh này chính là cái lệnh ta xem được, liệt kê được cả các cái tên mà là nằm trong cái built-in namespace, tức là các tên mà có sẵn ở trong quá trình thì chúng ta bật lên là có sẵn cái tên đó nhé. Lệnh này đây, đây là cái lệnh dir built-in sẽ liệt kê ra, sẽ hiện ra trên màn hình là tất cả những cái tên ở trong cái gọi là cái built-in namespace. Đây chính là cái tên mà có sẵn ở trong cái built-in namespace. Bạn có thấy nó rất là dài, rất là phức tạp. Tất cả những hàm như hàm min, hàm max, này là những cái lệnh như lệnh các lệnh như lệnh help, lệnh hex, id vân vân, tất cả các lệnh này là cái lệnh mà là có sẵn ở trong Python. Chúng ta được dùng nó thoải mái. Vì sao dùng nó thoải mái? Là vì cái global namespace nằm trong cái built-in này, nó là luôn nhìn thấy cái built-in namespace ở bên trong, luôn nhìn ra để bên ngoài. Ở trong local namespace sẽ nhìn thấy được các cái tên biến của non local namespace, được phép dùng nó như là một đối tượng dữ liệu chứ không được phép dùng nó như là một cái biến. Ở trong local namespace được phép dùng các biến tổng thể, dùng các cái biến trong global namespace. Được chưa? Trong global namespace được phép dùng các biến của built-in namespace. Như vậy là các cái biến này là cái biến mà chúng ta được các cái tên này được phép sử dụng thoải mái trong bất cứ lúc đâu, trong bất cứ cái hàm nào. Mà chúng ta không được phép xóa, không được phép sửa những cái này. Được chưa? Thì trên đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai mà tôi muốn nói hôm nay. Như vậy phần thứ nhất là nói về cái cách quản lý biến trong Python. Bây giờ tôi nói thêm một chút về về cách mà Python mà truyền dữ liệu qua hàm thì như thế nào. Đấy, cái chỗ này chúng ta chú ý nhé. Khi chúng ta đã hiểu namespace rồi thì chúng ta sẽ thấy rất là hay một cái bức tranh mà Python truyền dữ liệu vào cái hàm như nào, rất là dễ hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ hiểu vì sao Python lại không gọi tách ra làm là cái khái niệm tham số và đối số khi chúng ta khai báo cái hàm f như này, ví dụ nhé. Đây là cái khai báo của hàm, thì cái tham số mà cái tham biến mà khai báo khi mô tả hàm thì người ta gọi đó là tham số của hàm. Còn khi gọi hàm thì người ta gọi nó là đối số, cũng như là f này 1,2 thì chỉ là x là hàm truyền dữ liệu là 1, y là truyền dữ liệu là 2 và trả về. Nói phải dùng từ f là sai nhé, đây được nói lại nhé, hay là mình dùng từ f thôi đây. Rồi mình gọi này f này 1 này 2 này nó lại là 3 trừ 1, hay mình biết là a bằng 10, b bằng 14 thì tôi có thể gọi là f a b. Rồi thì khi mà gọi hàm ấy thì các cái dữ liệu AB này người ta không gọi là tham số nữa, người ta không gọi là tham số, người ta gọi là đối số.
Như vậy là trong Python ghi ở trong Pascal thì khai báo hàng người ta gọi là tham số hình thức, còn khi gọi hàm gọi là tham số thực sự. Đó là cách gọi của Pascal và C, nhưng ở trong Python không gọi thế, mà nó gọi cái này khi mà trong khai báo thì người ta gọi cái này là tham số, còn khi mà gọi hàm thì người ta gọi đó là các cái đối số. Thế vì câu hỏi đặt ra là khi gọi hàm thì cái dữ liệu được truyền vào như thế nào, truyền qua cái hàm khi gọi F12 hay là FAB thì dữ liệu được truyền vào như thế nào đó. Thì bây giờ chúng ta trả lời với cái câu hỏi ngay bây giờ nhé. Ở trong Pascal thì truyền dữ liệu bằng có hai kiểu truyền, một là chiều chỉ quyền tham 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 trị là truyền bằng giá trị truyền vào, hai là truyền tham tham biến, ta truyền vào như một cái biến. Đó là cách chúng ta quen từ xưa nay chúng ta làm với Pascal và C, nhưng Python thì hoàn toàn không phải như vậy, hoàn toàn khác hẳn 100%. Như thế bây giờ chúng ta biết tôi mô tả cái việc mà khi tôi gọi một cái khai báo cái hàm là FAB, được chưa, khai báo như vậy thì khi gọi hàm thì nó như thế nào. Để biệt tôi sẽ mô tả một hình vẽ cho ta hiểu hơn nhé. Đây là cách truyền dữ liệu qua đối số của hàm nhé. Gọi ngừng là cái số 3 đi. Cách khi chúng ta học cái phần namespace rồi thì sang việc mô tả cái phần này rất là dễ hiểu, và bây giờ chúng ta hoàn toàn hiểu là cách truyền dữ liệu của Python như nào, và chúng ta dễ dàng so sánh với Pascal và C, chỗ nào giống, chỗ nào khác nhau, truyền như nào, bản chất nó khác nhau như thế nào, chúng ta sẽ vô cùng hiểu, bởi vì chúng ta đã hiểu rõ cách quản lý biến ở trong Python rồi nhé. Cách truyền dữ liệu qua tham số của hàm hay qua đối số, đúng hơn nhé, xóa cái này đi, qua đối số hàm. Vì khi mà gọi nó thì là chúng ta dùng từ, không dùng tham số mà dùng từ đối số. Tham số là khi mô chúng ta mô tả khai báo hàm, còn khi gọi hàm thì chúng ta gọi là đối số hàm nhé, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả này nhé. Tôi khai báo chúng ta chú ý khai báo nhé. Đây khai báo về, ví dụ là def FAB, ví dụ nhé, tôi viết như sau, ví dụ tôi viết là z bằng a cộng b, như vậy là z là một cái biến riêng của hàm f nhé. AB là truyền từ trên kia, và tôi viết ví dụ như là return z, ví dụ như vậy, có câu trả lời thân z và là a b nữa, tôi lấy ví dụ thôi, không quan trọng nhé, a b, thấy chưa? Rồi, thế đây là phần khai báo. Việc khi gọi hàm thì như thế nào? Khi gọi hàm đây, tôi bây giờ tôi viết làm giả sử là a, ví dụ nhé, a bằng 1, 2, b giả sử b bằng 2, 3, 4, vậy là vẫn dễ nhé. Tôi gọi hàm, tôi gọi là f này a b thì như thế nào? Đây nhé, gọi hàm AB thì như thế nào? Đây thì như thế này nhé. Khi tôi gọi AB thì như thế này. Đây. Khi tôi gọi AB nhé thì như sau này. Thì như sau này. Khi tôi gọi hàm F thì máy lập tức là tạo ra một cái namespace riêng của hàm, tôi gọi là local namespace của hàm F, namespace của hàm F. Được chưa? Và khi đó máy sẽ làm như sau. Đây, máy sẽ tạo ra ở trong hàm F các cái biến như sau. Máy tạo ra local namespace là biến A, biến B và biến Z. Được chưa? Như vậy là rồi. Bây giờ nhé, bây giờ đây, bây giờ A này, như vậy là trong local namespace có biến A, B và Z nhé. A là đang trỏ vào cái 1, 2 là biến tổng thể bên ngoài, đúng không? B là cái biến trỏ vào cái 2, 3, 4, đúng không nào? Thì như sau này, cái biến A này sẽ trỏ vào A. Đây, trỏ vào A. Như vậy là A nhỏ là cái biến local namespace ở bên trong hàm F, được quyền trỏ vào đối tượng cùng với biến ở bên ngoài hàm F. Khi trỏ vào đây thì lập tức là cái đối tượng này nó tăng cái phần cao lên một đơn vị nhé. B nó sẽ trỏ vào đây. Được chưa? Được rồi. Z
Z sẽ bằng A cộng B, thì cái lệnh A cộng B, lệnh A cộng B ở trong trong Python, lệnh 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 mà tính tổng của hai dãy, tổng của hai mảng, thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, tạo ra một cái đối tượng mới có cái giá trị là 1, 2, 2, 3, 4 và Z trỏ vào đây. Được chưa? Đó, cho nên là khi mà này chúng ta thấy không nào? Đấy, chúng ta thấy như vậy là máy chọn vào đây. Do đó như sau nhỉ? Do đó là nếu mà vậy suy ra như sau nhỉ? Suy ra nếu mà cái giá trị mà được truyền vào nếu mà làm bất biến ấy thì cái việc truyền dữ liệu các cái giá trị mà được truyền vào thì cái dữ liệu được truyền vào thì giống hệt như là truyền tham trị của Pascal. Còn nếu mà các cái dữ liệu mà được truyền vào trong các cái hàm của Python mà là kiểu khải biến giống như này này thì việc truyền vào nó sẽ truyền vào nên nó hoàn toàn không phải nó sẽ không phải là truyền tham trị, cũng không phải là truyền tham số, mà nó là truyền vào dưới dạng là truyền kiểu đối tượng dữ liệu. Thế bây giờ tôi có thể bây giờ tôi lấy ví dụ như sau nhé. Ví dụ như này, chúng ta thấy dung là nó truyền vào nó như thế này. Bây giờ là sửa tôi lấy em tôi làm ví làm khác nhé. Đây nhé, đây là tôi định lại này, như vậy A của tôi là 10 này, B của tôi là 14, là hai cái giá trị, hai cái giá trị kiểu bất biến đúng không? Bây giờ tôi định nghĩa cái hàm f a b yeah. f a b như vậy khi truyền vào ấy, khi gọi hàm ấy thì nó sẽ tạo ra hai cái biến là a b là biến địa phương, của f và cùng trỏ vào với cái biến bên ngoài là a b bên ngoài. Như vậy a bên ngoài là biến tổng thể nhé. Còn bên trong hàm F thì là biến địa phương. A đây chính là cùng trỏ vào cái là một cái khác nhưng cùng trỏ vào cùng dữ liệu với cái A ở bên ngoài. Thì A tức là A bằng A cộng với 1 cộng với 2 đúng không? B bằng B cộng với 10 và tôi return A cộng B. Thì như vậy là ở trong cái local namespace thì a, vì a được truyền vào như là một biến, như vậy cái biến a này là khác cái a này nhé. Cái a này là nằm trong global namespace, còn cái a này là nằm trong local namespace cho nên khác nhau. Trước khi tôi thay đổi giá trị này này thì cái không ảnh hưởng đến cái a này là cái namespace bên ngoài. Không, xin lỗi, cái a này và cái a này là cùng trỏ vào một đối tượng, nhưng mà đối tượng đó là đối tượng là bất biến, cho nên cái việc thay đổi a này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái bên này, vì khi lệnh này nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới. Giờ khi tôi gọi này, tôi gọi nhé, tôi gọi là f a b là 36 và a 36, nhưng mà cái a ở trong hàm f khi gọi f thì a nó sẽ tăng lên là 12, B tăng mới tăng là 24, nhưng khi thoát ra thì A nó vẫn là 10 và B nó vẫn là như vậy, B và AB không thay đổi. Được chưa? Như vậy đối với trường hợp này thì chúng ta hình dung thì cái việc truyền vào nó giống như truyền tham trị. Chứ là suy ra như sau, suy ra một điều là gì? Tất cả các cái đối số mà dữ liệu được cái tham số được dữ liệu được truyền vào là kiểu dữ liệu bất biến thì việc truyền vào giống như là tham trị của Pascal. Bây giờ tôi mô tả nếu mà cái dữ liệu truyền vào mà là khải biến thì sao? Đây, tôi mô tả a bằng 1, 2. Bây giờ tôi khai báo cái hàm f. Bây giờ a ở 10. Rồi. Thì cái A này là A tổng thể, A này là trỏ vào cái đối tượng là 1, 2. Ở bên trong này nó sẽ truyền vào cái A này là sẽ là cái A A đây là cái biến A địa phương.
nằm trong F, nhưng cái biến A này cũng vẫn chỉ trỏ vào cái đối tượng này. Cho nên khi chúng ta bổ sung phần tử 10 vào cuối của A thì đối tượng này cũng thay đổi. Đó, ngoài đổi cho khi mà cho chạy return A xong rồi thì A bên ngoài này cũng thay đổi theo. Để tôi gọi thử, tôi gọi S này, A này. Enter. Vậy giá trị là 1 2 10 và bản thân A bên ngoài thay đổi theo. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó A nó cũng trỏ vào một đối tượng đó. Từ đó được bổ sung thêm phần tử ở đây. Đó. Ở bên trong vòng F là nhìn thấy A như một đối tượng, nhưng vì A là khải biến, tôi có thể trong vòng F tôi bổ sung phần tử vào A mà đối tượng A không thay đổi, suy ra khi thoát ra là giá trị A thay đổi. Cho nên cái việc chuyển dữ liệu ở trong trường này này là nó không phải là chuyển tham trị, nhưng mà cũng không phải là tham biến, cũng không phải là tham biến. Tôi lấy ví dụ 2 nhé. Trường này là các bạn nhưng mà ai mà nhìn vào đây này, nhìn vào đây mà cứ lượng ngay là truyền dữ liệu qua truyền dữ liệu mảng qua qua hàm là truyền tham biến là sai hoàn toàn. Trước đây thì cảm giác nó giống tham biến thôi, nhưng mà nó cũng không phải là tham biến. Bây giờ tôi sẽ mô tả ví dụ khác nhé. Truyền mảng A vào nhưng nó vẫn giống như là tham trị. Đây tôi mô tả một cái hàm khác nhé. Bây giờ A đây, A của tôi bây giờ là 2 1 2 10, tôi định cái hàm khác, hàm G đi, hàm G A. Bây giờ như thế này, tức là A bằng A cộng với 100 200 cộng một ghi âm mới đúng không, và tôi đi thân A ở đây. Vì sao cái này lại dùng được? Vì khi mà tôi khai báo cái này này thì khi đó thì máy sẽ tạo ra một cái biến địa phương là A và trỏ vào cùng cái này. Như vậy trong 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 cái này thì cái A này, thì A này là biến địa phương này, chính là trỏ vào, chính là trỏ cùng cái này. Nhưng mà cái lệnh A cộng cái này này là tạo ra một cái đối tượng mới, tại gán cùng một cái A này, chia khi thân A là ra một cái A khác, không phải cái A này. Sau đó khi mà tôi gọi G này, tôi gọi G A nhé, tất cả là giá trị là bổ sung thêm 100 200, nhưng cái A này nó không thay đổi, vẫn là 1 2 1. Như vậy cần cộng thêm, đây là ví dụ thứ hai mà cái việc truyền giá trị một cái kiểu dữ liệu là dữ liệu được truyền vào là khả biến, nhưng mà được truyền vào giống như là tham trị, không phải là tham biến. Đó. Cho nên chúng ta kết luận như sau nhé. Đây, kết luận như sau này. Truyền như vậy là trong Python, trong kết luận nhé, kết luận. Ở trong Python là một là việc truyền dữ liệu. Việc truyền dữ liệu qua hàm là chính là truyền đối tượng dữ liệu, là truyền đối tượng nha, truyền đối tượng dữ liệu, chứ nó chẳng phải là truyền tham trị, cũng không phải là tham biến. Cho nên là cái chuyện truyền dữ liệu qua hàm bản thân nó hoàn toàn không liên quan một tí nào đến cái chuyện là tham trị hay tham biến. Nhưng mà tuy nhiên có thêm một điều nữa, điều thứ hai, nếu dữ liệu được truyền vào hàm là bất biến, ví dụ như là số chẳng hạn, số hay là sâu, thì cái việc truyền dữ liệu thì cái việc truyền dữ liệu sẽ tương đương là tham trị như Pascal. Còn tất nhiên cái điều thứ ba muốn nói là còn trường hợp mà ba nếu dữ liệu được truyền là khả biến thì cái việc truyền dữ liệu sẽ không là tham trị, cũng không là tham biến, thì sẽ không là tham trị như là Pascal, cũng không là tham biến, nó khác hẳn luôn, mà không liên quan gì đến, không là tham biến luôn. Vậy nó là một cái truyền khác hẳn, nó chỉ là truyền đối tượng dữ liệu. Đây, truyền đối tượng dữ liệu, cái vật ô này quan trọng này. Đây. Được chưa? Đó, thì
Cái này nếu các bạn tôi nghĩ là rất là khó hiểu, nếu các bạn không hiểu thì các bạn có thể xem lại cái video này và sau đó các bạn sẽ hỏi thêm tôi nhé. Như vậy tôi vừa mới nói xong rồi, hết hết vừa cho hết thời gian chúng ta dừng lại ở đây nhé. Thì nôm na lại hôm nay tôi muốn nói cho mấy các bạn một số cái ý mà gọi là nâng cao, mà thực chất ra là khi đã mải nói rồi thì thực sự là rất nâng cao đấy. Thì nó đi vào cái lõi cách quản lý biến. Nôm na là tất cả cái sự khác nhau của Python so với Pascal và C nằm ở cách quản lý biến. Và từ cách quản lý biến này nó là vì nó khác hẳn nhau cho nên nó suy ra tất cả mọi thứ nó đều khác nhau hết nhé. Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Chúng ta dừng ở đây nhá. Cảm ơn thầy. Có gì thì các bạn sẽ hỏi sau nhé. Thầy ơi, video thì lấy tôi sẽ lưu lại cái video này cho các bạn nhé. Nhá. Vâng, cảm ơn thầy. Có gì chúng ta hỏi sau nhé. Thì các bạn chắc sẽ đa số là không hiểu. Các bạn có hiểu không? Có hiểu lắm không? Hơi hiểu được rất tốt, không hiểu được không sao cả.